Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 16. Thompson đưa tay ôm lấy vòng eo của Dương Hàm Nguyệt, nhẹ nhàng đặt cô ta xuống đất. Xin lỗi, Dương, hôm nay sau khi cô gái này mất tích, họ chắc chắn sẽ điều tra đến chỗ em. Anh không thể tin em có thể kín miệng như bưng, tấm lòng của em không đủ thành kính, không có sự hỗ trợ của thần lực, chắc. Chắn em sẽ khai ra anh. Thompson quỳ dưới đất, thương xót nhìn Dương Hàm Nguyệt. Nếu đã như vậy thì chỉ đành cho em giống như họ, làm vật hy sinh, hiến tế cho ma quỷ trong bóng tối trước bình minh. Yên tâm đi, lúc mặt trời mọc, em sẽ được thần cứu rỗi. Đúng lúc này, Thompson bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bồ ống quay người, ngạc nhiên phát hiện hòn đá treo trên song cửa sổ lấp lánh tỏa hào quang màu vàng. Thuật pháp của Vu sư Phương Đông quả nhiên thần kỳ. Thompson lẩm bẩm một câu, cầm thập tự giá, nhằm chuẩn hòn đá. Thập tự giá phát ra ánh sáng trắng, khi đụng vào ánh vàng của hòn đá liền nổ tung trong không khí. Cả căn phòng rực sáng chói mắt. Thompson vô cùng nghi hoặc, sức mạnh của Vu Trúc, ẩn giấu trên hòn đá phải tiêu hao hết sạch trong lần đầu tiên đụng ánh hào quang thần thánh của thập tự giá mới phải. Anh ta có thể dùng sự thành kính trong lòng thức tỉnh thập tự giá thần thánh, nhưng trong khi không có ai điều khiển, hòn đá của Vu sư hiện lên ma lực bằng cách nào? Trong ánh hào quang chói mắt, anh ta nhìn thấy một cánh tay tóm lấy hòn đá đó. Sau đó, một bóng hình bay vào từ cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Anh là ai? Thompson hỏi. Lý Dục Thần nhìn thập tự giá trong tay Thompson liền cau mày, bên trên còn có hào quang yếu ớt đang lấp lánh. Nhưng từ trong hào quang yếu ớt đó, anh cảm nhận được sức mạnh cường mạnh đến từ nơi xa xôi sâu thẳm. Thái Dương Thánh Giáo, Lý Dục Thần nhớ đến lời cảnh cáo của Vạn Sơn Lâm của Hồng Môn phát ra, thế lực dị giáo nước ngoài đang liên kết lại, chuẩn bị đối phó Huyền Môn Hoa Hạ, người lãnh đạo bọn họ chính là Thái Dương Thánh Giáo. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Đã có giáo đồ tay cầm thập tự giá đến Hoa Hạ, hơn nữa còn ở Đại học Nam Giang Tiền Đường. Ninh Hương đang ở đâu? Lý Dục Thần nhìn thấy một cô gái nằm dưới đất, nhưng không phải là Đinh Hương, trong căn phòng đã không còn người nào khác. Thompson nhìn chằm chằm Lý Dục Thần, tôi biết rồi, anh chính là người tạo ra hòn đá đó, anh là Vu sư của Phương Đông. Ninh Hương ở đâu? Lý Dục Thần bước gần một bước, khí tức trên người cường mạnh đến khiến người ta khó thở. Anh nói cô gái xinh đẹp đó sao? Cô ta đang trên đường đến thiên đường rồi. Cô ta đẹp như vậy, thần sẽ thích cô ta. Muốn chết hả? Đương nhiên Lý Dục Thần đã hiểu ý trong lời của anh ta, giơ tay, bóp cổ họng của Thompson từ xa, nói mau, Đinh Hương ở đâu? Cơ thể của Thompson lơ lửng, ánh mắt hiện ra vẻ kinh sợ. Anh ta không thể hít thở, hai tay tóm về phía cổ họng mình cồng loạn, ở đó rõ ràng không có gì, người đàn ông trước mắt cách anh ta đến 2 mét. Đây chính là sức mạnh của Vu sư Phương Đông ư. Chẳng trách linh mục Peter phải thận trọng triển khai hoạt động như vậy. Không sao, không sao, thần sẽ ban cho mình sức. Mạnh và dũng khít. Mình là con dân của thần, giống như mặt trời, vĩnh hằng bất diệt. Thompson không ngừng cầu nguyện trong lòng. Từ ngày đầu tiên gia nhập giáo hội, linh mục Peter đã nói với anh ta, chỉ cần tín ngưỡng đủ thành kính, thì sẽ không có cái chết và đau khổ. Những Vu sư tà ác trên mảnh đất Hoa Hạ Phương Đông này, làm sao có thể giết chết con trai của thần, hủy diệt linh hồn thành kính. Cầu nguyện khiến anh ta nhìn thấy ánh sáng, thậm chí ảo tưởng ra hình dáng của thần. Nhưng nó không làm anh ta dịu đi nỗi đau đớn bị bóp cổ đến khó thở. Khuôn mặt của Thompson xám xịt như gan heo, mắt trợn lên, lộ ra mắt trắng, đầu lưỡi thè ra từ trong miệng, như chết vì treo cổ. Lý Dục Thần buông tay, Thompson rơi xuống đất. Anh ta thở hổn hển, trong đôi mắt, lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi với cái chết. Lý Dục Thần tiến lên một bước. Thompson cầm thập tự giá, vung loạn lên với Lý Dục Thần, cút đi. Tôi là tín sứ của mặt trời, tôi là con trai của thần, đám Vu sư tà ác các người đừng hòng hãm hại tôi. Cút đi. Mặt trời trên thập tự giá phát ra hào quang, chiếu thẳng vào Lý Dục Thần. Nhưng Lý Dục Thần lại như không sao hết, tiếp tục tiến lên. Dẫm một chân lên chân của Thompson. Cùng với tiếng xương gáy, Thompson kêu lên thảm thiết. AP! Lý Dục Thần lại hỏi, Đinh Hương đang ở đâu? Đau đớn dữ dội khiến Thompson mất đi lý trí, tất cả tín ngưỡng đều sụp đổ vào khoảnh khắc đó. Mặt trời và thánh điện xa xôi như vậy, anh ta chỉ muốn sống.
Tôi nói, Thompson nhìn thập tự giá trong tay lần cuối. Nhưng lúc này, sâu trong linh hồn anh ta đột nhiên vang lên một giọng nói. Mày là kẻ phản bội. Thompson lập tức ngẩn người ở đó, giọng nói đó thâm trầm như vậy, vang khắp trong thế giới bóng tối. Dường như anh ta nhìn thấy cảnh vào ngày nhập hội, người chủ trì dùng dao nhọn kề lên cổ họng của anh ta, ép hỏi tung tích của thánh vật. Mày là kẻ phản bội, thần sẽ trừng phạt mày. Ở chỗ giữa đôi lông mày của Thompson đột nhiên xuất hiện một cây thập tự giá lóe sáng. Hào quang của thập tự giá càng lúc càng mạnh, chẳng mấy chốc nuốt chửng cơ thể của anh ta như mặt trời. Thompson mở to con mắt, rồi lại không nhìn thấy ánh sáng nữa. Anh ta ngã ngửa về sau, thập tự giá trong tay rơi xuống đất. Lý Dục Thần vội vàng tiến lên một bước, đỡ cái đầu Thompson lên, phát hiện anh ta đã chết. Chết vô cùng sạch sẽ, dứt khoát, không thể cứu vấn. Lý Dục Thần cũng phải cau mày, nhặt thập tự giá dưới đất lên, nghiên cứu thật kỹ. Thompson chết bởi một loại thần chú. Đáng sợ là, loại thần chú này, cấy sâu vào nội tâm anh ta, cùng với tín ngưỡng của anh ta. Chỉ cần tín ngưỡng còn, thần chú sẽ ẩn mình, sẽ không ảnh hưởng gì đến anh ta. Một khi tín ngưỡng sập đổ, ví dụ, bắt anh ta phản bội giáo hội, bắt anh ta nói ra bí mật, lúc này, thần chú sẽ được kích hoạt, giết chết kẻ này. Cấy loại thần chú này cần quá trình lặp lại nhiều lần, cho nên chỉ có giáo đồ nòng cốt của giáo phái thần bí mới sử dụng. Thái Dương Thánh giáo này, lần đầu vào Hoa Hạ, hiển nhiên thần lực của kẻ trước mắt cũng vô cùng sơ cấp. Rất có khả năng, mỗi một giáo đồ của họ đều bị cấy loại thần chú linh hồn này. Hoặc là tin ta, hoặc là chết. Đây là một giáo phái tà ác từ đầu đến chân. Bây giờ Lý Dục Thần vô cùng lo lắng cho Đinh Hương. Nhưng bây giờ gã ngoại quốc này đã chết, còn ai biết Đinh Hương ở đâu đây? Manh mối duy nhất chính là thập tự giá này. Lúc này, anh nghe thấy một giọng nói phía sau, tôi biết cô ta đang ở đâu. Lý Dục Thần quay đầu, nhìn thấy cô gái hôn mê dưới đất đã tỉnh lại. Trong mắt Dương Hàm Nguyệt tràn đầy vẻ kinh sợ, không phải sợ Lý Dục Thần, mà là sợ Thompson đã chết. Dù thế nào cô ta cũng không ngờ, Thompson sẽ giết cô ta. Cũng may trình độ ma pháp của Thompson còn thấp, Dương Hàm Nguyệt hôn mê không sâu lắm. Thậm chí cô ta còn nghe thấy những lời của Thompson nói với cô A. Ma pháp khiến cô ta hôn mê mất đi thần lực cùng với cái chết của Thompson, Dương Hàm Nguyệt tỉnh lại trong hoảng sợ. Cô ta nói hết tất cả mọi việc xảy ra với Lý Dục Thần. Có lẽ cô ta bị đưa đến nhà thờ Tân Nhật, Linh Mục Peter làm việc ở đó, ba cô gái khác cũng bị đưa đến đớ. Đưa tôi đi, Lý Dục Thần nói. Dương Hàm Nguyệt mặc xong quần áo, đưa Lý Dục Thần rời khỏi phòng của Thompson. Nhà thờ cách không xa lắm, đi bộ khoảng 10 phút là tới. Nhà thờ không lớn, chỉ là một tòa nhà 2 tầng. Dương Hàm Nguyệt nói với anh, nơi này vốn là một ngôi nhà dân kiểu cũ, nửa năm trước mới được cải tạo thành nhà thờ. Peter là linh mục của nhà thờ, cũng là nhân viên thần chức duy nhất. Cổng lớn của nhà thờ khóa chặt, chỉ có cửa ngách được mở. Họ đi vào từ cửa ngách, tiến vào trong sảnh, bên trong có mấy hàng ghế. Trên bục cao phía trước là một cây thập tự giá. Khác với thập tự giá bình thường là, trên thập tự giá này không có Chúa Khê-xu chịu nạn, mà trên vị trí giao nhau của chữ thập có một vòng tròn giống như mặt trời tỏa ánh sáng, trên đỉnh của thập tự giá lại có một con mắt biết tuốt, nhìn thẳng xuống chỗ ngồi phía dưới. Có gần 10 người ngồi trên ghế, yên lặng lắng nghe một người trông như một vị linh mục đứng trên bục giảng kinh, đang giảng giải câu chuyện kinh thánh. Dương Hàm Nguyệt nhỏ tiếng với Lý Dục Thần, người giảng kinh đó chính là Peter. Peter nhìn thấy họ đi vào, không bị ảnh hưởng, tiếp tục dùng tiếng Trung dở tệ của ông A giảng giải kinh điển. Lý Dục Thần đi về phía ông ta theo lối đi chính giữa. Cuối cùng Peter nhìn sang bọn họ, hai vị, nếu nghe kinh thì mời tìm một chỗ ngồi, nếu sám hối, phải đợi giảng kinh kết thúc, hơn nữa phải hẹn trước. Nhưng, đôi mắt của Peter nhìn sang Dương Hàm Nguyệt. Ông ta đã nhận ra cô ta. Dương Hàm Nguyệt đột nhiên có cảm giác toàn thân không tự nhiên, giống như trượt vào hầm băng, lại giống như nướng trên lửa. Nhưng rất nhanh ánh mắt của Peter liền di chuyển khỏi Dương Hàm Nguyệt, vì ông ta nhìn thấy trong tay người đàn ông bên cạnh Dương Hàm Nguyệt cầm một thập tự giá nho nhỏ. Đương nhiên ông ta nhận ra đây là thập tự giá của Thompson, học sinh của ông ta. Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần.
Tôi không nghe kinh, cũng không sám hối, tôi đến tìm người, Lý Dục Thần nói. Peter khẽ gật đầu, nói với những người đang ngồi, các vị, hôm nay kết thúc tại đây. Rồi lại nói với Lý Dục Thần và Dương Hàm Nguyệt, hai người đi theo tôi. Đi qua gian giữa, tiến vào một cánh cửa nhỏ bên cạnh, bên trong là một sân viện giếng trời. Mang phong cách kiến trúc đặc sắc Trung Quốc. Nhưng căn nhà nhỏ này được cải tạo thành nhà thờ, hai phong cách Đông Tây hình thành sự so sánh và xung đột rõ ràng. Bất kể người thiết kế sử dụng hết tâm cơ thế nào, khiến cho bề ngoài hình thành sự thống nhất và pha trộn phong cách Đông Tây, nhưng có những thứ mãi mãi không thể kết hợp. Ví dụ như tiểu viện này, giếng trời từ xa nhà bốn góc. Đổ xuống, còn chính giữa sân lại có một bức tượng bằng đá cẩm thạch. Đó là một người đàn ông rách dưới giơ cao cánh tay, trên tay cầm thập tự giá, nhìn về phía đông mặt trời mọc. Linh mục Peter bỗng quay người, ánh mắt hừng hực nhìn họ. Thompson là cậu bé ngoan, tôi tin vào lòng thành kính của cậu ta, tuy lòng cậu ta không đủ kiên định, Peter nhìn chằm chằm thập tự giá trong tay Lý Dục Thần. Cô gái mà các người bắt cóc đâu, Lý Dục Thần hỏi. Linh mục Peter không trả lời, mà nhìn sang Dương Hàm Ngư. Tôi biết cô, Thompson đã nói với tôi, muốn giới thiệu cô gia nhập chỗ chúng tôi. Nhưng cô đã phản bội cậu ta. Không, ta muốn giết. Dương Hàm Nguyệt lớn tiếng nói, là anh y anh ta không tin tôi. Âu ta không tin cô là đúng, Linh mục Peter thản nhiên nói, trong lòng cô tràn đầy bóng tối, mặt trời không thể chiếu sáng vào linh hồn của cô. Đừng nhiều lời nữa, giao người ra đây. Nếu không, tôi sẽ giết ông, Lý Dục Thần nói. Linh mục Peter lại nhìn sang anh, tôi biết, cậu chính là vô sư phương đông mà Thompson nói. Bùa hộ thân trên người cô gái đó là do cậu làm, đúng không? Không thể không thừa nhận, pháp khí của các người rất tinh tế, cũng rất có hiệu quả. Nhưng, đồ của các người quá nhiều quá tạp, thần sẽ không thích các người. Duy chỉ có thành kính và tín ngưỡng trung thành với thần, mới có thể có được thần lực thực sự. Còn các người, giao dịch với ma quỷ, có được sức mạnh của ma quỷ. Đây là lý do chúng tôi muốn đến phương Đông truyền đạo. Mặt trời mọc từ phương Đông, chúng tôi không thể để mảnh đất và con dân của phương Đông sống trong cái bóng của ác ma. Lý Dục Thần nghe mà cau mày. Anh không thể phản bác những lời này, một khi phản khác, thì rơi vào cái bẫy của người ta, tranh luận sẽ mãi không dứt. Ở Hoa Hạ cũng từng xảy ra tranh đoạt giữa giáo phái. Nhưng cuối cùng, chúng tôi chọn bao dung, mới khiến văn minh Hoa Hạ kéo dài đến nay. Huyền môn Hoa Hạ, vẫn trăm hoa đua nở, trăm nhà đua nhau. Hừ, nói nhảm ít thôi, muốn chết hải. Lý Dục Thần vung tay, một đường lưu quang bắn về phía Peter. Mặt trời trên thập tự giá trước ngực Peter đột nhiên sáng lên, phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng rơi vào trong ánh sáng trắng, biến mất. Peter vô cùng đắc ý cười, thuật pháp của Vu Ma. Làm sao có thể thắng được thần lực chân chính? Nói xong, giang rộng hai cánh tay, làm tư thế muốn ôm. Ánh sáng trên thập tự giá càng mạnh, dường như che lấp Peter trong đó. Nhìn từ góc nhìn của Dương Hàm Nguyệt, đã không nhìn rõ hình dáng của Peter, chỉ có một bóng người trong ánh sáng trắng, giống như thượng đế đi ra từ ánh sáng. Peter đặt hai tay vào giữa, một cột sáng chói rực. Bắn về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng, tay phải vẽ một vòng tròn phía trước người. Trong không trung lóe hiện lên một hình ảnh thái cực. Cột sáng đánh vào hình thái cực đó, ầm ầm tiêu tan. Trong viện sáng lên một luồng rực rỡ đủ màu sắc, giống như pháo hoa. Gần như cùng lúc, ngón tay của Lý Dục Thần ngoắc lại. Trong ánh sáng bao trùm cả người Peter, xuất hiện một điểm tạp quang màu vàng. Sau đó điểm sáng vàng mãnh liệt hẳn lên. Phù một cái bay ra từ trong ánh sáng trắng, lượn một vòng trong không trung, lơ lửng dừng bên trên bức tượng chính giữa sân. Kim quang nhỏ dài, vừa hay như một thanh phi kiếm không chuôi. Peter bất giác ôm lồng ngực, cơn đau dữ dội khiến cơ thể ông ta lảo đảo. Ánh sáng trắng cũng lấp lóe mấy cái, dường như ảm đạm đi mấy phần so với lúc nãy. Ngay cả một cây châm vàng của tôi mà cũng không đỡ được, còn tự xưng thần lực gì, tôi thấy thần của các người cũng bình thường thôi. Còn không bằng ông bụt của nông thôn Hoa Hạ, Lý Dục Thần cười lạnh lùng. Peter giật thập tự giá ở lồng ngực xuống, giơ cao quá đỉnh đầu, cao giọng nói với mặt trời, thần, hãy ban cho tôi sức mạnh đi. Vòng sáng trên thập tự giá lóe lên, phát ra hào. Quang chói mắt hơn lúc nãy.
Một đường ánh sáng trắng từ thập tự giá bắn ra, sáng rực, to chắc hơn đường sáng vừa nấy. Lý Dục Thần làm theo cách cũ, lại vẽ một vòng tròn rước người. Ánh sáng trắng đập vào hình thái cực, tấn công không phân thắng bại. Cánh tay Peter giơ cao thập tự giá không ngừng run lên. Liên tục truyền ra năng lượng. Lý Dục Thần giơ lòng bàn tay trái ra phía trước, hình thái cực như cái khiên, luôn chặn trước người. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên. Châm vàng lơ lửng bên trên bức tượng, hóa thành kiếm quang, lao nhanh xuống, đâm xiên vào trong ánh sáng bao bọc lấy Peter. Gần như cùng lúc một, bức tượng và cánh tay giơ cao của Peter bị kiếm quang chém đứt. Ánh sáng trắng bỗng dập tắt, huyết quang bắn ra. Hai cây thập tự giá cùng rơi xuống đất. Peter không dám tin nhìn cánh tay gãy của mình, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Rốt cuộc cậu là ai? Ông ta ngẩng đầu, nhìn sang Lý Dục Thần. Ông không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi là người Hoa Hạ là được. Người Hoa Hạ, Peter bật cười, hào quang của mặt trời sẽ chiếu rọi Hoa Hại. Lý Dục Thần cười lạnh lùng nói, Hoa Hạ đã có mặt trời của mình, không cần chút ánh sáng đom đóm trên thập tự giá của các người. Anh biết nói nhiều cũng vô ích, loại người bị tẩy não này, không thể nào chủ động thả người. Bèn lấy ra châm vàng, soạt soạt soạt, cắm liên tiếp mấy cái lên người Peter. Peter như bị giằn cắn, cơ thể run lên. Trên mặt của ông ta lộ ra vẻ đau đớn, cơ thịt không ngừng rung lên, khóe miệng sùi bọt trắng. Nói đi, mấy cô gái đó đang ở đâu, Lý Dục Thần hỏi. Peter cố nhịn đau đớn, cắn răng, không nói một câu. Không nói phải không? Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng, hai tay bốc một nắm châm. Peter nhìn thấy, đôi mắt vô cùng kinh sợ, nhưng ông A vẫn không chịu nói. Lý Dục Thần rung tay, lại có mười mấy cây châm, cắm vào cơ thể Peter. Châm vàng phá huyệt, còn đau đớn hơn rút hết gân xương tay. Người bị châm đâm, toàn thân từ trên xuống dưới, như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm tim, đau đớn đó không phải con người có thể chịu được. Cùng với số lượng châm nhiều lên, đau đớn cũng tăng lên. Cuối cùng Peter không chịu nổi, run rẩy đôi môi nói, tôi nói, tôi nói. Ở ngay dưới hầm phía sau, tôi đưa các người đi. Lý Dục Thần tiến lên, rút châm trên người Peter, rồi điểm mấy cái lên miệng vết thương, cầm máu cho ông A. Peter nhếch nhác bò từ dưới đất, nhìn thập tự giá dưới đất một cái, muốn nhặt lên, nhưng nhìn thấy cánh tay gấy của mình, cuối cùng vẫn từ bỏ. Ông ta loạng choạng đi trước dẫn đường, đẩy mở cánh cửa bên trái sân viện, đi vào trong. Lý Dục Thần đi theo. Dương Hàm Nguyệt sợ hãi, không muốn đi vào, nhưng nhìn tay gãy và vết máu trong sân, thì càng sợ hơn. Nên cũng đành đi vào trong. Bên trong là một căn phòng nhỏ âm u, dường như hoàn toàn khác với bên ngoài. Peter thắp một ngọn nến, mở cánh cửa nhỏ trong góc phòng, đi vào trong. Bên trong là bậc thềm đi xuống dưới. Không có ánh đèn, chỉ dựa vào ngọn nến trong tay Peter chiếu sáng. Ánh nến kéo dài bóng người của Peter lên trên bức tường mặt bên. Đến xuống hầm, Peter dùng ngọn nến trong tay tháp, đèn tường. Căn hầm không nhỏ, rộng gần bằng gian giữa trong nhà thờ. Trên bốn bức tường khắc rất nhiều hình điều khắc nổi, giữa các bức tường có một thập tự giá khổng lồ. Chính giữa có một cái bàn đá dài hẹp, một cô gái nằm trên bàn đá. Trên đầu của cô gái đó đội vòng hoa kết, đôi mắt bịt vải đen, trên người không mặc gì. Trên bụng cô gái có một đường vết sẹo khâu dài, nhìn từ xa giống như con rết. Lý Dục Thần thắt tim. Anh tiến lên một bước, cũng may, không phải Đinh Hương. Dương Hàm Nguyệt A một tiếng hét lên. Cô ta nhớ đến nghi thức nhập hội đáng sợ mà Thompson từng nói với cô ta, vốn cho rằng chỉ là Thompson hù dọa cô ta, không ngờ nhìn thấy cảnh này thật. Cô ta biết cô gái này, chính là một trong ba cô gái mất tích của Đại học Nam Giang. Ba cô gái đều bị cô ta lừa đến chỗ của Thompson. Trong lòng Dương Hàm Nguyệt tràn đầy hối hận và đau khổ, và nhiều hơn là sợ hãi. Nỗi sợ chỉ phối mọi thứ của cô ta. Thậm chí cô ta đã quên mất mình đến đây để làm gì. Peter chỉ vào cô gái trên bàn đá, nói với Lý Dục Thần, nhìn đi, cô gái đẹp biết bao, thân thể thuần khiết biết bao. Tôi đã rửa sạch thân thể và linh hồn cho cô ta, đợi ngày mai khi mặt trời mọc, cô ta sẽ được trọng sinh cùng với mặt trời. Đương nhiên Lý Dục Thần sẽ không tin những lời quỷ quái của Peter, cô gái này đã chết, không
không còn khí tức sinh mệnh. Thân thể bị hủy, linh hồn bị diệt, cho dù là thần tiên cũng không cứu sống được cô ta. Cô gái hôm nay vừa đưa đến đâu, bây giờ Lý Dục Thần chỉ quan tâm đến đỉnh hương. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô gái chết trên bàn, anh hơi yên tâm. Vì cách chết như vậy, chắc chắn là đã trải qua một nghi thức phức tạp. Hôm nay đỉnh hương vừa bị bắt đến, có lẽ vẫn chưa đến mức nguy hiểm. Anh nói đến cô gái tên là Đinh Hương phải không? Peter nói, ồ, cô ta thật đẹp, giống như cái tên của cô ta. Thân thể và linh hồn của cô ta đều thuần khiết giống như hoa tuyết chưa nhuốm bụi, chỉ cần chút ánh nắng nhẹ chiếu vào, cô ta sẽ tan thành nước. Cô gái như vậy, tôi chỉ chạm vào thôi cũng cảm thấy là sự sỉ nhục với thần. Tôi nghĩ, cô ta nhất định là thiên sứ được thần phái đến thế gian này. Tiếc là sống ở hoa hạ các người, trên mảnh đất không có ánh mặt trời này. Lý Dục Thần nghe mà bực bội, nó nhảm ít thôi, cô ấy ở đâu? Ở ngay trong phòng bên đớ, Peter nói xong đi đến trong góc, ở đó có một thứ hình bàn xoay giống như bánh lái, có lẽ là cơ quan mở. Cánh cửa của mật thất. Peter cầm bánh lái, quay lưng lại với Lý Dục Thần, nhẹ nhàng xoay bánh lái. Lý Dục Thần không nhìn thấy khuôn mặt của ông ta nở nụ cười tà mị. Khi bánh lái được xoay đến 90 độ, có thể nghe thấy tiếng két két. Cánh cửa đá đối diện được mở ra, ánh sáng yếu ớt từ trên ngọn nến bên ngoài chiếu vào, có thể nhìn thấy bên trong có một chiếc giường, một cô gái đang nằm trên đó. Lý Dục Thần vừa nhìn là nhận ra, đó chính là Đinh Hương. Bánh lái tiếp tục chuyển động, khi đến 180 độ, cửa đá được mở hoàn toàn. Lý Dục Thần vụt người xông vào trong phòng đá, bế Đinh Hương lên. Anh không lo lắng Peter sẽ giở trò, cho dù cửa đá lập tức đóng lại. Tấm đá có độ dày như này cũng không nhốt được anh. Thậm chí là căn nhà như này, cho dù bị sập xuống anh cũng không sợ. Bây giờ anh chỉ quan tâm Đinh Hương có bị tổn thương hay không. Cũng may, quần áo trên người Đinh Hương chỉnh tề, thần thức lướt qua, cơ thể và linh hồn của cô ấy cũng an nhiên, chỉ là bị thi triển pháp thuật như thôi miên, tạm thời hôn mê. Lý Dục Thần điểm nhẹ lên giữa đôi lông mày của Đinh Hương dần tỉnh lại. Trong lúc anh đang dồn sự chú ý lên Đinh Hương, bỗng nghe thấy Peter điên cuồng hét lên. Hủy diệt đi, chỉ thấy Peter nghiêng người sang mặt bên, mượn sức của cơ thể, cánh tay kéo bàn xoay kéo thật mạnh xuống. Rắc rắc vang lên một tiếng, giống như tiếng bánh răng chuyển động. Sau đó, bốn thập tự giá khổng lồ trên bốn bức tường cùng sáng lên. Bốn đường hào quang chữ thập từ trên tường bắn ra, phóng lớn mạnh trong phòng, giống như tấm lưới của cái chết. Những chỗ đi qua, cả căn hầm không chỗ nào thoát được. Hào quang chữ thập đảo quét trong hầm, dư quang xông vào phòng đá. Lý Dục Thần một tay bế Đinh Hương, một tay khác đẩy về phía trước. Từng hình ảnh thái cực hiện lên trong hư không, lần lượt ngăn cản hào quang chữ thập lọt vào trong cửa đá. Lý Dục Thần cũng không ngờ, trong căn hầm này, lại có cơ quan như vậy. Nơi này không những là nơi tiến hành nghi thức bí mật, đồng thời cũng là một trận pháp. Nói cách khác, cả nhà thờ này chính là một tòa trận pháp. Họ tôn sùng thần mặt trời, thông qua trận pháp này, có được sức mạnh của mặt trời. Dưới hầm sâu, chính là nơi trung tâm nhất của trận pháp. Lý Dục Thần điên cuồng phóng pháp lực, không ngừng ngăn cản ánh sáng trắng quét đến. Nhưng ánh sáng trắng đó vẫn cuồn cuộn không ngừng. Lý Dục Thần cũng không sợ, anh hoàn toàn đủ sức để lao ra, nhưng Đinh Hương thì không. Bên trong vầng sáng trắng đó có sức mạnh mặt trời cực kỳ dữ dội, Đinh Hương chỉ mới bắt đầu tu luyện, vẫn là một người bình thường. Hơn nữa cô còn là thể ngũ âm, chân lực của mặt trời có tính thương tổn cực mạnh đến hồn phách của Đinh Hương. Bất đắc dĩ, Lý Dục Thần chỉ có thể dùng pháp lực của mình để chống đỡ. Bên ngoài căn phòng đá là khung cảnh ánh sáng rực, rỡ, mà Lý Dục Thần lại không thể thấy rõ. Anh nghe thấy tiếng Peter. Phá hủy đi. Trước ánh mặt trời thì tất cả đều là hư vô, chuông lê minh phá tan mọi bóng tối, ánh mặt trời chiếu rọi khắp không gian. Phá hủy đi, lại bắt đầu thì thào niệm chú. Ánh sáng ấy dâng lên từ trong màn đêm âm u, dáng chiều phủ kín bầu trời, nhận lấy ngọn lửa ấy, thế gian đầy. Niềm vui, gạt đi bầu trời sao, giúp mặt đất sáng ngời, là vua của chư thần, đón nhận lửa từ người, chúng con cùng đi đến vĩnh hằng. Giọng của Peter ngày càng nhỏ. Càng về sau càng không thể nghe được nữa. Ánh sáng trắng dần tan đi, người Lý Dục Thần ướt đẫm mồ hôi.
Đây là trận chiến ác liệt nhất từ khi anh xuống núi tới nay. Một giáo phái từ nước ngoài, chỉ một cha xứ được cử đến tiền đường để tạo ra một giáo đường nhỏ thôi đã mạnh đến như vậy. Thánh giáo Thái Dương này thật sự không thể khinh thường. Lý Dục Thần chẳng thèm để bụng chuyện Vạn Sơn Lâm liên hợp với giáo phái nước ngoài đối phó với Huyền Môn Hoa Hạ, nhưng bây giờ xem ra anh phải để mắt đến nó rồi. Anh quyết định, sau khi ra ngoài anh sẽ gửi thư về Thiên Đồ, báo cáo với sư môn chuyện này. Lý Dục Thần điểm nhẹ vào mi tâm Đinh Hương. Đình Hương mơ màng tỉnh lại. Anh Dục Thần. Đình Hương quay đầu nhìn nhìn. Em đang ở đâu thế này? Lý Dục Thần nói, anh dẫn em ra ngoài trước đã, rồi sẽ kể cho em sau. Bọn họ dắt tay nhau ra khỏi căn phòng đá. Bên ngoài căn phòng đá chỉ có tầng hầm trống rỗng. Ánh nến bập bùng lay động, soi rọi những hoa văn trên vách tường u ám cùng với thánh giá màu đen to lớn. Cộng thêm cái bàn đá vừa dài vừa hẹp như quan tài nằm giữa. Tất cả những thứ hữu hình, đều biến mất trong hào quang chữ thập kia. Lý Dục Thần dẫn Đinh Hương đi lên khỏi tầng hầm. Ánh sáng trong sân vô cùng ấm áp, nhưng mặt trời đã ngả về tây. Bóng của bức tượng vỡ kéo dài đến tận góc sân, lại hắt lên cả góc tường. Lý Dục Thần đột nhiên lắp bắp kinh hãi, bởi vì cái tay cụt của Peter đã biến mất. Vết máu và mảnh vụn của bức tượng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Là ai? Lý Dục Thần tung người nhảy lên nóc, cho thần thức của mình đảo quanh giáo đường. Không có người. Anh quay lại mặt đất, ngẩn người nhìn mặt trời lặn về tây. Tiếng chuông điện thoại đồn dập đã giúp anh tỉnh táo lại. Dục Thần, anh đang ở đâu thế? Sao lúc nãy gọi mãi mà không được? Giọng Lâm Mộng Đình cực kỳ vội vã, Đinh Hương biến mất rồi, tôi không gọi được cô bé. Ký túc xá cũng không có ai. Hôm nay tôi sang hội sinh viên để bàn chuyện. Lúc về thì không thể gọi điện cho cô bé được. Dương Hàm Nguyệt cùng cô bé đi làm thủ tục cũng không gọi được. Lý Dục Thần an ủi cô nói, Mộng Đình, đừng vội, Đinh Hương không sao đâu, đang ở chỗ tôi. Lúc nãy chúng tôi ở dưới hầm, có lẽ là mất sóng. Ở chỗ anh hả, tầng hầm gì, Lâm Mộng Đình cảm thấy có gì đó không đúng, hai người không sao chứ? Không sao. Hôm nay đám người gọi em đi có ai tên là Trung Thần phải không? Lý Dục Thần đột nhiên hỏi. Đúng vậy, sao anh biết? Lâm Mộng Đình kinh ngạc nói. Tên đó đâu? Anh ta đi tham dự lễ hội chào đón tân sinh viên rồi, lẽ ra tôi cũng phải đi nhưng do không tìm thấy Đinh Hương nên đã từ chối. Lâm Mộng Đình nói, tôi đang định gọi cho Trung Thần, bảo anh ta tìm xem Dương Hàm Nguyệt đang ở đâu. Lễ hội chào mừng tân sinh viên, nói thế thì Đinh Hương cũng phải tham gia chứ nhỉ? À, cũng không hẳn là lễ hội chào đón tân sinh viên, mà là một buổi tụ họp nhỏ chỉ có những cậu ấm cô chiêu góp mặt. Năm ngoái khi tôi nhập học, bọn họ cũng có chào mừng tôi, năm nay nhân vật chính hình như là cậu ấm nhà họ Từ ở Cô Tô. Cậu ấm nhà họ Từ, Lý Dục Thần suy ngẫm, địa điểm ở đâu? Câu lạc bộ Hồ Tân. Bây giờ cô gọi điện thoại cho Trung Thần, nói cô cũng sẽ tới, Lý Dục Thần đột nhiên nói, nhưng đừng nhắc đến chuyện Đinh Hương, lát nữa tôi cũng tới. Được. Lâm Mộng Đình không hề do dự, cô tin chắc Lý Dục Thần nói vậy là có lý do của anh. Dù Lý Dục Thần nói không sao, nhưng trực giác nói cho Lâm Mộng Đình biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, rất có thể còn liên quan đến Trung Thần. Lý Dục Thần cúp điện thoại, lẽ ra anh định đưa Đinh Hương về trường. Nhưng bây giờ rốt cuộc bên trong đó có an toàn không anh còn chưa dám chắc, sau lưng Trung Thần chắc chắn còn tay sai. Chuyện này rõ là nhắm về phía anh, có lẽ chính là người nhà họ Viên. Mặt khác, anh cũng muốn biết rõ, rốt cuộc Trung Thần này có quan hệ trực tiếp với Thánh giáo Thái Dương hay không? Nếu có thể tìm được chút manh mối về Thánh giáo này từ anh ta thì sẽ rất tốt. Thế nên, Lý Dục Thần quyết định dẫn Đinh Hương đến câu lạc bộ Hồ Tân. Anh đi dạo một vòng trong Thánh đường, không hề tìm được tài liệu gì về Thánh giáo. Xem ra chúng đều ở trong tầng hầm kia. Mà cơ quan Peter khởi động, mục đích có lẽ không chỉ là giết người mà còn muốn tiêu hủy bằng chứng. Lý Dục Thần tìm tờ giấy, vội vàng viết lại mấy câu, vẽ cả hình dạng thánh giá của Thái Dương và vị trí chỗ ngồi của giáo đường ở tiền đường, lại lấy một cái ấn, đóng vào giấy. Cuối cùng, mới gấp tờ giấy thành con hạc. Anh đặt con hạc trong lòng bàn tay, thổi nhẹ, vừa nhấc tay lên thì con hạc đã bay, như có linh hồn bay thẳng về phía trời tây nơi mặt trời lặn, chẳng mấy chốc. Đã biến mất trong ánh sáng. Thanh điểu truyền tin, đến Côn Luân.
Đây là phương pháp do Tây Vương Mẫu Giao Chỉ sáng tạo ra, lưu truyền đến đời sau. Tất nhiên, thời hiện đại phát triển khoa học kỹ thuật, có điện thoại nhắn tin còn tiện lợi hơn cả thanh điểu truyền tin. Nhưng trên núi Côn Luân không có sóng, nên đệ tử Thiên Đô truyền tin về sư môn vẫn phải dùng cách này. Có Thiên Đô phù ấn, không ai dám chặn, cũng không có ai dám làm giả. Trong căn phòng view hồ trên lầu 2 của câu lạc bộ Hồ Tân có khá nhiều người, cả trai lẫn gái, đều là dáng vẻ của sinh viên. Từ hành động và lời nói của họ thì có thể nhận ra, tất cả đều là cậu ấm cô chiêu. Trung thần đang nói cười với một thanh niên có vóc dáng cao lớn. Cậu Từ, cậu có thể đến học ở Đại học Nam Giang đúng là vinh hạnh của chúng tôi, Trung thần cười nịnh nọt nói. Chủ tịch Trung cứ đùa, Đại học Nam Giang là trường danh tiếng của Hoa Hạ, tôi có thể để đây học. Phải là vinh hạnh của Từ Hiểu Bắc này mới đúng. Từ Hiểu Bắc gọi một tiếng chủ tịch Trung khiến Trung thần hớn hở, hưởng thụ. Anh ta không ngờ con trai của Mãnh Hổ Giang Đông Từ Thông lại bình dị và gần gũi như vậy, chẳng hề kiêu căng chút nào. Trung thần cũng được xem là con nhà giàu, nhưng so với Viên Thế Kiệt và Từ Hiểu Bắc thì còn cách xa cả ngàn dặm. Nhưng anh ta có tài ăn nói, học tập tốt, những mặt khác đều xuất sắc, còn là chủ tịch hội sinh viên học sinh, có tiếng nói trong số các sinh viên, xem như trình độ bù lại cho sự khuyết thiếu của gia thế. Cậu Từ khiêm tốn quá, ai lại không biết Từ Thanh cha cậu nổi tiếng là Mãnh Hổ Giang Đông, cậu Từ đến Tiền Đường có thể nói là rồng thần ghé xuống sông nhỏ, sau này Tiền Đường chúng tôi lại có thêm một con rồng, Trung thần nịnh hót nói. Vẻ mặt Từ Hiểu Bắc không có gì thay đổi, trông vẫn hiền lành thoải mái nhưng không hề lọt tai. Điều này khiến Trung thần bắt đầu cảnh giác, cậu Từ Giang Đông này có lẽ không phải là ngọn đèn có thể thổi tắt được bằng vài câu nịnh hót, sau này giao tiếp phải cẩn thận hơn. Người ta có câu hổ xuống đồng bằng bị chó trêu, Từ Hiểu Bắc là hổ xuống đồng bằng, nhưng Trung thần cũng không dám nói mình là chó. Với thực lực của nhà họ Từ, muốn bóp chết anh ta là chuyện dễ như bóp chết con kiến. Cảm ơn Chủ tịch Trung đã chiêu đãi, Từ Hiểu Bắc khách sao nói, Chủ tịch Trung có lòng rồi. Trung thần nói, cậu Từ, tuy hôm nay tôi là người chủ trì, nhưng ý tưởng lại là của người khác. Ồ, không biết là người nào, không kính một ly rượu thì có vẻ Từ Hiểu Bắc tôi quá thất lễ rồi, Từ Hiểu Bắc cầm ly rượu tìm kiếm TNG đám đông. Là cậu ấm nhà họ Viên ở Tiền Đường, Viên Thế Kiệt. Hôm nay anh ấy đãi, tiết mục cũng do anh ấy sắp xếp, nhưng mà anh ấy không phải sinh viên Đại học Nam Giang nên không tiện tham gia họp mặt chào mừng tân sinh viên, không có tới. Anh Viên bảo tôi thay mặt anh ấy. Xin lỗi cậu, nói hôm khác sẽ mời cậu uống rượu sau. Từ Hiểu Bắc thoáng lặng người, rồi lại nói, sao lại nói thế, phải là tôi xin lỗi mới đúng. Anh nói với anh Viên, hôm khác tôi sẽ đến nhà thăm hỏi. Được. Trung thần giơ ly rượu lên, mỉm cười, nhiệm vụ thứ nhất của đêm nay đã hoàn thành. Không biết bên Dương Hàm Nguyệt thế nào rồi. Anh ta bảo Dương Hàm Nguyệt giới thiệu Đinh Hương cho tên to người nước ngoài kia. Với bản tính háo sắc của thằng đó, chắc chắn sẽ thèm nhỏ dãi dài 3 mét, tuyệt đối không chịu buông tha cho con bé. Nhưng Trung thần lại phát hiện, anh ta bỗng mất liên lạc với Dương Hàm Nguyệt. Anh ta có chút lo lắng, đừng có nói là tên người nước ngoài đó muốn được đằng chân lên đằng đầu, chơi cả Dương Hàm Nguyệt nhé. Ngẫm lại thấy chắc là không tới nỗi, anh ta là chủ tịch hội sinh viên, cũng có quen biết với Tom, tuy là quan niệm về quan hệ bạn bè với người phương Tây rất mỏng manh. Nhưng anh ta mà muốn lăn lộn ở Đại học Nam Giang thì không thể vươn tay tới Dương Hàm Nguyệt. Chủ tịch Trung, tất cả cậu ấm cô chiêu của Đại học Nam Giang chúng ta đều đến đây đông đủ hả? Từ Hiểu Bắc hỏi. Người như Từ Hiểu Bắc, đến Tiền Đường này ngoài việc học ra, còn phải làm quen thêm những cậu ấm cô chiêu ở Tiền Đường, cùng với thế giới ngầm nơi này. Cũng gần đủ, vài người có việc thật sự không thể tới được. Nói xong lại suy nghĩ một lát, dường như có vẻ khó xử. Từ Hiểu Bắc đã nhận ra, nói Chủ tịch Trung, có chuyện gì anh không ngại thì cứ nói thẳng. Trung thần nói, có một người vốn nhất định sẽ tới, cô ấy là hoa khôi trường ta, dù là nhan sắc hay khả năng, nhân khí hay gia thế đều đứng đầu trong trường, chỉ là... Ai, Từ Hiểu Bắc lập tức cảm thấy hứng thú. Cô cả nhà họ Lâm ở thành phố Hòa, Lâm Mộng Đình, cô ấy nhập học năm ngoái, bây giờ đang học năm 2. Nhà họ Lâm thành phố Hòa. Chính là nhà họ Lâm đang đánh nhau với nhà họ Viên nghiêng trời lệch đất đấy hả? Đúng vậy. Từ Hiểu Bắc gật đầu, hỏi, lúc nãy anh vừa mới nói là có vấn đề gì ấy nhỉ?
Trung thần nói, tôi đã cố gắng mời, nhưng cô cả nhà họ Lâm lấy đủ mọi cớ, nói tóm lại là không muốn đến. Từ Hiểu Bắc lại không suy nghĩ nhiều, nói, không đến thì thôi, nói không chừng người ta bận thật. Có chuyện gì để bận đâu, hôm nay cô ta đã tới trường điểm danh, chiều nay chúng tôi còn làm việc, bàn bạc trong hội sinh viên. Lẽ ra cô ta phải là một trong những người chủ trì, cậu từ đến Nam Giang là niềm vinh hạnh cỡ nào, cô ta lại không đến, đúng là cho cô ta mặt mũi lại không biết điều, Trung thần làm ra vẻ tức giận. Từ Hiểu Bắc lại khuyên nhủ, bỏ đi, anh cũng nói bữa tiệc này là do cậu ấm nhà họ Viên sắp xếp cơ mà, nhà họ Lâm đang khai chiến với nhà họ Viên, không đến cũng là chuyện bình thường. Trung thần nói, cậu Từ, cậu nghĩ tốt cho người ta quá rồi. Cậu ấm nhà họ Viên làm việc kín tiếng. Anh ấy sắp xếp nhiều thứ như vậy, nhưng ngoài tôi ra thì không ai biết. Lâm Mộng Đình không đến thì thôi đi, còn ăn nói thiếu lễ độ. Ăn nói thiếu lễ độ, Từ Hiểu Bắc nhíu mày, ăn nói thế nào mà thiếu lễ độ. Trung thần do dự nói, cô ta nói, chỉ là công tử bột ở Giang Đông thôi mà, đến Nam Giang thì rồng cũng phải ngồi xuống mà là hổ cũng phải nằm, trong mắt người khác thì là cậu Từ nhưng trong mắt cô ta cũng chỉ là đàn em trong trường thôi. Trung thần nói xong thì lén nhìn Từ Hiểu Bắc. Thấy Từ Hiểu Bắc tối sầm mặt xuống thì thầm nghĩ đúng là còn non lắm. Anh ta đã thấy rất rõ, Từ Hiểu Bắc không có kiêu căng hay hống hách gì, nhưng từ Giang Đông đến Nam Giang, chắc chắn là muốn tranh giành cho sinh viên Giang Đông một phen, đó mới chính là điểm yếu của cậu A. Thấy rõ điều đó, Trung thần lại tiếp tục châm thêm. Dầu, từ trước đến nay Lâm Mộng Đình vẫn luôn là kẻ ngạo mạn, mắt cao hơn đầu. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, người ta muốn gì có đó. Làm gì thèm quan tâm đến những người như chúng ta. Hôm nay tôi muốn cho cô ta một cơ hội để tiếp xúc với cậu Từ đây. Nhà họ Từ ở Giang Đông có gia thế lớn cỡ nào, cậu Từ cũng là người tuấn tú nho nhã, cô ta cũng phải nể nang một hai chứ. Không ngờ cô ta lại nói rằng cậu ấm Giang Đông không bằng một phần ngàn chồng chưa cưới của cô ta. Cuối cùng Từ Hiểu Bắc cũng tái mặt, tức giận nói, chồng chưa cưới của chị ta là ai? À, là một tên xuất thân nghèo hèn. Bám vào nhà họ Lâm ở rể, bây giờ mặt ngước lên tận trời, Trung thần nói, họ Lý, hình như tên là Lý Dục Thần. Từ Hiểu Bắc uống cạn một ngụm rượu trong ly, giọng căm tức nói, hừ, hôm nào tôi phải đi gặp tên Lý Dục Thần đó mới được. Trung thần thấy đã đạt được mục đích rồi thì không nói tiếp nữa, chuyển lời, cậu Từ, chúng ta qua kia ngồi đi, lát nữa còn những tiết mục mà anh Viên sắp xếp. Hôm nay anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ Viên Thế Kiệt giao. Hơn nữa còn móc nối được quan hệ với cậu Từ Giang Đông, trước mắt, Từ Hiểu Bắc này rất dễ nói chuyện, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, thì không khó lợi dụng. Có nhà họ Viên tiền đường cùng với nhà họ Từ Giang Đông hỗ trợ, Trung thần cảm thấy cái ngày nhà họ Trung phất lên đã không còn xa. Đúng lúc này, anh ta nhận được điện thoại từ Lâm Mộng Đình. Biết Lâm Mộng Đình đồng ý tới tham gia lễ hội chào. Đón tân sinh viên, Trung thần cảm thấy hết sức bất ngờ. Nhưng anh ta suy nghĩ, sau đó lập tức có cách. Anh ta gọi thoại cho Viên TH sau khi được đồng ý thì tìm đến Từ Hiểu Bắc, nói. Cậu Từ, tôi càng nghĩ càng giận, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Thế này nhé, cậu ở đây chờ, tôi phải gọi Lâm Mộng Đình tới, à không, mời đến, dù có bắt tôi phải quỳ xuống trước mặt cô ta tôi cũng chấp. Hôm nay là tiệc chào đón cậu Từ, tôi nhất định phải mời được. Từ Hiểu Bắc cau mày. Nói, không cần thiết lắm đâu, tôi là người Giang Đông, ngày đầu tiên đến tiền đường. Không cần thiết phải làm vậy, muốn lấy lại thể diện thì sau này vẫn còn cơ hội. Trung thần nói lại, cậu Từ, cậu khoan dung độ lượng, nhưng tôi thì không. Vì cậu là người Giang Đông nên chúng tôi càng phải tận tình hơn. Chuyện này cậu đừng xen vào, để tôi. Dứt lời, anh ta không quan tâm tới Từ Hiểu Bắc, bèn rời khỏi câu lạc bộ Hồ Tân. Một người đàn ông trung niên từ trong góc đi ra, đi tới bên cạnh Từ Hiểu Bắc, nhỏ giọng nói, cậu chủ, tôi có nghe được cuộc đối thoại của hai người. Họ Trung này nịnh nọt quá đà, cậu chủ nhất định phải cẩn thận. Từ Hiểu Bắc gật đầu, tôi biết, người này không thể thân. Nhưng tôi mới đến đây ngày đầu tiên, không thể khiến người Giang Đông mất mặt. Cô gái đó tới thì không sao, nếu không đến, tôi lại phải đi tìm gặp thử, cả ên chồng chưa cưới rách nát kia nữa. Người đàn ông trung niên nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng có lẽ vì thân phận nên cuối cùng vẫn không nói ra. Lâm Mộng Đình bắt xe, đi tới cửa câu lạc bộ Hồ Tân. Trung thần đã sớm ở đó chờ, ân cần mở cửa xe cho cô,
còn muốn trả tiền xe thay cô. Lâm Mộng Đình nói mình đã trả tiền rồi. Trung Thần nói, ai ra Mộng Đình, cuối cùng cô cũng tới rồi. Cô mà còn không tới thì tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ. Lâm Mộng Đình kinh ngạc nói, làm khó được chủ tịch Trung thế. Chuyện gì có thể? Trung Thần nói, cô không biết đâu, cậu ấm vừa tới ấy tôi không dám trêu vào. Người ta là tai to mặt lớn Giang Đông, con trai của Mãnh Hổ Từ Thông. Cậu từ đó chỉ muốn gặp cô, nghe nói cô không đến nên đang tức giận bên trong đấy. Lâm Mộng Đình cau mày nói, gặp tôi để làm gì? Tôi đâu có biết cậu à. Cô Lâm của tôi ơi, cô không biết danh tiếng của mình ư. Cô là hoa khôi trường chúng ta, là cô cả gia đình giàu có nhất thành phố Hòa, tiếp đón từ Hiểu Bắc. Mà cô không đến, tất nhiên là cậu ta phải nổi giận rồi. Cậu ta còn nói Nam Giang chúng ta khinh thường sinh viên đến từ Giang Đông, còn nói cô chọn thằng khố rách áo ôm làm chồng tương lai, đang muốn tìm chồng chưa cưới của cô kiếm chuyện nữa kìa. Lâm Mộng Đình vốn đang bình tĩnh, nhưng vừa nghe tới chồng chưa cưới khố rách áo ôm thò trên mặt lập ức phủ xương lạnh. Hừ, tôi muốn nhìn xem con trai Mãnh Hổ Giang Đông thì có gì đặc biệt hơn người. Đừng để cha là Mãnh Hổ, còn lại là bao cỏ. Lý Dục Thần và Đinh Hương cùng đến câu lạc bộ Hồ Tân, nhưng lại bị Lễ Tân ngăn cản. Lý Dục Thần nói mình là sinh viên Nam Giang, tới tham gia buổi tiệc chào đón tân sinh viên. Lễ Tân quan sát bọn họ vài lần, trông cũng giống sinh viên, bèn nói, hai người có thiệp mời không? Lý Dục Thần không ngờ tham dự buổi tiệc chào đón sinh viên mới còn phải có thiệp mời, bèn nói, không cớ. Thế thì ngại quá, không có thiệp thì tôi không thể cho hai người vào được. Hoặc là hai người có thể gọi cho ai đó bên trong, nhờ người ta ra đón, Lễ Tân nói. Lý Dục Thần lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Mộng Đình. Đúng lúc này, bên trong có hai thanh niên vừa nói vừa cười đi ra. Nữ nói, Lâm Mộng Đình đó đúng là nực cười, nghĩ mình là ai mà mặt mũi của cậu từ Giang Đông cũng không chịu nể. Nam nói, cô ta còn tưởng mình là cô cả đấy, nhà họ Lâm ngày xưa mạnh thật đấy, nhưng giờ thì sao, đắc tội với nhà họ Viên thì sẽ sụp đổ ngay thôi. Để tôi xem sau này cô ta có thể dùng cái gì để hống hách nữa. Cô gái kia cười duyên nói, ngày xưa anh theo đuổi cô ta bị từ chối, nên mới mong nhà họ Lâm mau phá sản để anh tranh thủ luồng lách vào chứ gì. Nam cười hà hà, nói, được rồi, chúng ta đi nhanh lên, không thì lỡ mất trò hay đấy. Hai người vội vàng đi ra ngoài. Ngoài cửa là một chiếc xế hộp đắt tiền, cửa xe mở. Ra, một thanh niên bước xuống. Cậu Hướng, sao giờ cậu mới tới vậy, thiếu mỗi mình cậu thôi đấy. Một nam một nữ ra cửa chào đón. Trong nhà có việc, không dứt ra được. Người bước xuống xe tên là Hướng Minh, là nhà giàu đời thứ hai nổi tiếng ở Tiền Đường, đang học ở Nam Giang. Đi ra đón anh ta, nam tên Cù Hạo Dân, nữ tên Vương Văn Tĩnh. Cậu Hướng, cậu không đến thì buổi tiệc này không? Trọn vẹn rồi, cậu từ nhà người ta là hổ xuống đồng bằng, ít nhiều gì chúng ta cũng phải cho chút thể diện, Cù Hạo Dân nói. Thì có hai người ở đây mà, Hướng Minh nói, Lâm Mộng Đình thì sao, cô cả nhà người ta là hoa khôi trong trường, đó mới gọi là nể mặt, chứ tôi thì nể cái gì. Ha, thôi khỏi nói, Lâm Mộng Đình đó đã chọc tức cậu từ rồi, cậu từ người ta mời rượu, cô ta lại không thèm nể mặt, khiến tất cả mọi người đều sượng mặt, Vương Văn Tĩnh nói. Hướng Minh nói, không thể nào, Lâm Mộng Đình không phải là người kiêu ngạo như vậy, e là không phải chỉ có mời rượu đơn thuần đúng không? Vương Văn Tĩnh khoác tay Hướng Minh, dịu dàng nói, ai ra anh Hướng đừng hỏi nữa, chúng ta đi lên thôi, tới trễ là lỡ mất trò hay đấy. Hướng Minh gật đầu, bèn cùng Vương Văn Tĩnh, Cù Hạo Dân cùng nhau đi vào. Những lời bọn họ nói, Lý Dục Thần đều nghe thấy, tất nhiên Lễ Tân cũng nghe thấy. Lễ Tân chỉ vào Lý Dục Thần và Đinh Hương nói, hai người này cũng là sinh viên Nam Giang, nhưng không có thiệp mời, nếu mọi người có quen thì dẫn anh ta vào với. Vương Văn Tĩnh liếc mắt nhìn họ một cái, thấy họ ăn mặc bình thường thì khinh thường nói, ai mà quen biết họ. Đây là buổi tiệc cao cấp, cần có thiệp mời, không có tức là không được mời, tại sao chúng tôi phải dẫn vào? Không có thiệp mời thì không được vào hả, Lý Dục Thần chỉ Hướng Minh, thế thì anh ta có hả? Xí, anh mà đòi so với cậu Hướng nhà chúng tôi hả? Không hứng thao nước tự xem lại mình coi, có xứng xách dép cho cậu Hướng hay không, Vương Văn Tĩnh cười lạnh nói. Cù Hạo Dân cũng mỉa mai nói, muốn chen chân vào giới thượng lưu thì phải có thực lực.
kiếp sau đầu thai lại đi nhát. Hướng Minh nhíu mày, nói, quên đi, nếu đã là bạn học thì cùng vào đi. Hướng Minh đã nói như vậy, Cù Hạo Dân và Vương Văn Tính cũng không tiện nói nhiều. Cậu Hướng, anh đúng là tấm lòng Bồ Tát, thảo nào. Người ta thường nói anh là người tốt, Vương Văn Tính lại nịnh nọt, vô cùng khinh bỉ nhìn Lý Dục Thần và Đinh Hương nói, cậu Hướng tốt bụng dẫn hai người vào. Lát nữa lên lầu đừng có nói là chúng tôi dẫn vào nhé, mấy người không sợ mất mặt, nhưng tôi thì có. Dứt lời, lại kéo mạnh cánh tay Hướng Minh, dán chặt vào người anh ta, đi vào trong. Lý Dục Thần cũng không quan tâm, kéo tay Đinh Hương đi vào. Sau khi lướt qua hành lang, quản lý trông thấy góc mặt Lý Dục Thần thì cảm thấy quen quen, bèn đi tới hỏi Lễ Tân. Lúc nãy có ai mới vào thế? Lễ Tân nói. Là cậu Hướng. Không phải, tôi hỏi hai người đằng sau ấy. Tôi không biết, nói là sinh viên Giang Nam đến tham dự buổi tiệc, nhưng không có thiệp mời. Quản lý dõi theo bọn họ mãi đến khi bọn họ đi vào thang máy. Ngay khoảnh khắc ấy, quản lý bỗng nhiên nhớ tới chuyện đã xảy ra cách đây không lâu ở hội sở. Đây chẳng phải là vị sát thần đã đánh phó tổng trương của tập đoàn Thông Ích Liệt Dương, đến cả ông lớn nhà họ Cao còn phải cư xử lịch sự lễ phép với anh hay sao? Sao giờ tên kia lại đến đây? Quản lý hoảng sợ, vội vàng chạy tới phòng làm việc của bà chủ quan Nhã Lệ. Trong phòng vọng hồ liên tục có người bước tới chào hỏi Hướng Minh, có thể nhận ra anh ta rất thu hút sự chú ý của người khác. Có người thấy Lý Dục Thần đi với Đinh Hương bèn hỏi anh là ai, Vương Văn Tĩnh vội vàng giải thích không ngừng nghỉ, không liên quan tới chúng ta, bảo là học cùng trường với chúng ta, kiên quyết đi theo như bợ đít. Vậy, thế là mọi người đều coi bọn họ thành kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ, ánh mắt nhìn về phía họ đều là sự chế nhạo và khinh thường. Chậc, năm nào cũng có người như thế cả, da mặt dày thật đấy. Có ai không muốn chen vào xã hội thượng lưu đâu chứ? Cho dù không chen chân vào được thì những gì thấy được cũng đủ bọn họ khoe khoang cả đời rồi. Đừng nói nữa, này coi cô gái kia trông khá xinh xắn đấy chứ, biết đâu đã được cậu chủ nhà nào đó nhắm chúng rồi. Thôi đi, là cậu nhắm rồi chứ gì. Hôm nay nào có phần của tôi chứ, có cậu Từ ở Giang Đông ở đây thì mấy cô gái đó sẽ không liếc mắt nhìn tôi một cái đâu. Không sao đâu, sự chú ý của cậu Từ giờ đang tập trung hết trên người Lâm Mộng Đình nên sẽ không quan tâm gì khác. Lâm Mộng Đình thật không biết điều, chẳng thèm nể mặt cậu Từ gì cả, chắc sẽ có trò hay coi đớ. Cô ta tưởng nhà họ Lâm vẫn còn là nhà họ Lâm ở quá khứ à, bây giờ đừng bảo là cậu Từ, đến cả tôi cũng dám phun nước miếng lên người cô ta. Có gì hơn người đâu chứ, còn chẳng phải dựa vào mặt à. Từ Hiểu Bác ngồi đằng kia, ung dung nhấm nháp ly rượu. Lâm Mộng Đình ngồi đối diện gã, cô nhìn thẳng vào Từ Hiểu Bác, không hề tỏ ra chút khiêm nhược. Xem ra lũ nhà giàu ở Nam Giang cô luôn xem thường học sinh Giang Đông bọn tôi nhỉ, đến cả một ly rượu cũng không chịu uống, Từ Hiểu Bác hơi tức giận nói. Lâm Mộng Đình cười khẩy đáp trả, đừng lấy học sinh Giang Đông gì đó dọa tôi, anh phải giải thích cho tôi về câu nói vừa rồi. Từ Hiểu Bác cười đáp, giải thích gì, tôi có nói gì sai à, chồng chưa cưới của cô không phải là rác rưởi vô dụng hả? Một tên nhặt đồng nát mà cũng làm con rể nhà họ Lâm cô được. Chẳng lẽ không phải là Trạn Vương sao? Những gì tôi nói là sự thật, mắc gì phải xin lỗi chứ? Trung Thần ở giữa khuyên can hai người họ, cô chủ Lâm à, cậu Từ hơi thẳng thắn chút thôi nhưng cậu Từ không ác ý gì hết. À thì, cậu Từ, chỉ là hiểu lầm thôi, cô chủ Lâm không có ý khinh thường học sinh Giang Đông, xưa đến nay Giang Đông và Nam Giang đều là anh em với nhau mà. Từ Hiểu Bắc nói, yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần cô chủ Lâm uống với tôi một ly rượu là được. Đến cả chút mặt mũi ấy mà cô Lâm còn không nể thì đừng bảo là anh em gì hết. Tuy rằng ở đây đều là nhà giàu hai đời, nhưng xét về gia thế thì không ai so bì được với Từ Hiểu Bắc. Tiếng tăm của mãnh hổ Giang Đông, Từ Thông, có ai mà chưa từng nghe qua chứ? Chỉ có mấy gia tộc khổng lồ như Tiền Đường mới có thể xứng tâm. Từ Hiểu Bắc mất hứng, hiển nhiên mọi người đều chĩa mũi nhọn về phía Lâm Mộng Đình. Mộng Đình à, chẳng phải là chỉ uống ly rượu sao? Sao cô lại dè dặt như vậy chứ? Đúng thể, giả vờ cao sang gì chứ, chồng chưa cưới có cả rồi mà, hơn nữa còn là Trạn Vượng, có gì hay mà giả vờ giả vịt chứ? Cô chủ Lâm à, cô không nên làm thế chứ, chỉ bởi vì tính công chúa của cô mà khiến bọn tôi đắc tội cả Giang Đông, chuyện này cô chịu trách nhiệm nổi không đấy? Chậc, cái gì mà cô chủ Lâm chứ,
nhà họ Lâm sắp đi oang rồi. Đợi đến khi nhà họ Lâm phá sản thì cô còn có gì để ra oai chứ? Mau uống với cậu Từ một ly đi, biết đâu cậu Từ mở lòng từ bi giúp nhà họ Lâm các cô một lần. Dựa vào gì hả? Tất nhiên là dựa vào gương mặt rồi. Người ta là hoa khôi của trường đó, cặp đại gia chẳng phải chuyện dễ như bỡn ai. Tôi nói từ này, anh cũng nên cẩn thận một chút, biết đâu có ngày nào đó cô ta trở thành mẹ nhỏ của anh thì sao? Tất cả mọi người đều cười to bỡn cợt. Mặt Lâm Mộng Đình lúc đỏ lúc trắng. Thật ra cô đã hiểu từ lâu rằng hôm nay mình đã chui vào bẫy của Trung Thần rồi. Còn tên Từ Hiểu Bắc kia cũng chỉ bị Trung Thần lợi dụng mà thôi. Mà kẻ ghê tởm thật sự chính là Trung Thần. Nhưng Trung Thần rất cao tay, nói năng mùi mãn, khó lòng vạch trần. Hơn nữa, nếu hôm nay Lý Dục Thần gọi cô đến đây ắt định phá tan cục diện này. Mà điều kiện tiên quyết để phá là phải vào bẫy trước. Vậy nên Lâm Mộng Đình mới có thể phối hợp chui vào bẫy như thế. Cô thông minh lanh lợi, đoán ngay được ý định của Lý Dục Thần. Nếu nay không thể giải quyết triệt để Trung Thần thì sau này ở trường học sẽ có vô vàn phiền phức kéo tới. Thế nhưng, Lâm Mộng Đình không ngờ rằng trong buổi họp mặt ấy lại có rất nhiều bạn học buông lời ác độc với cô như vậy, còn chẳng một ai lên tiếng thay cô. Điều này khiến lòng cô lạnh giá, mặt mày Từ Hiểu Bắc cũng không khấm khá là bao. Gã cũng không phải không nhận ra có người đang lợi dụng mình. Nhưng đã tới nước này rồi, gã đành phải đâm lao theo lao. Lâm Mộng Đình không uống ly rượu đó sẽ khiến gã mất mặt, sau này không tài nào lăn lộn ở tiền đường được nữa. Mất cũng không chỉ có mặt mũi của gã mà còn là mặt mũi của bố gã, Mãnh Hổ Giang Đông, còn là mặt mũi của con em nhà giàu Giang Đông. Nếu việc này truyền ra ngoài thì sau này gã còn có mặt mũi nào quay về Giang Đông chứ? Vậy nên hôm nay gã phải tìm lại mặt mũi của mình. Trung Thần coi đồng hồ, rồi nháy mắt ra hiệu với Vương Văn Tĩnh. Vương Văn Tĩnh hiểu ý, bèn nâng một ly rượu tới mời Từ Hiểu Bắc, cậu chủ Từ à, anh đừng nóng, có vài người á, không biết điều gì cả. Nào, để em uống rượu với anh. Cô ta lắc mông đi tới, quyến rũ giả vờ ngượng ngùng mời gã. Từ Hiểu Bắc lạnh mặt, không thèm liếc mắt nhìn cô a, còn lạnh nhạt nói cô, còn chưa có tư cách. Vương Văn Tĩnh đỏ mặt, người cứng đờ ở đó, xấu hổ mỉm cười nói, cậu Từ nói phải, em nào có tư cách chứ? Nhưng có vài người cũng chưa chắc có tư cách, để em xả giận cho cậu chủ Từ nhé. Nói xong, cô ta bỗng nhiên xoay người lại, hất ly rượu vào Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình sợ hãi kêu lên, cô không ngờ rằng rước mặt nhiều người vậy mà Vương Văn Tĩnh lại làm thế. Không chỉ riêng Lâm Mộng Đình bất ngờ mà những kẻ khác cũng rất ngỡ ngàng. Phần lớn người ở đây đều cười thầm, chỉ có số ít người nhíu mày cảm thấy Vương Văn Tĩnh quá đáng. Những người coi như có quan hệ tốt với Lâm Mộng Đình giờ đây cũng chả dám đứng ra nói chuyện thay cô. Nào ai dám đắc tội với cậu chủ Từ với cả cái vòng quan hệ đó chứ? Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng kéo Lâm Mộng Đình ra. Cơ thể Lâm Mộng Đình nghiêng ra sau, đúng lúc né được rượu vang hất tới. Mà rượu tình cờ lệch hướng hắt vào Trung Thần đứng cách đó không xa. Áo sơ mi trắng tinh bị dính rượu đỏ thấm, trông cực kỳ chật vật. Trung Thần tức giận hét, Vương Văn Tĩnh, cô làm gì thế? Vương Văn Tĩnh ngơ ngác nói, em không muốn hất anh. Lâm Mộng Đình, cô trốn cái gì chứ? Cô là đồ đĩ thóa ồ. Lâm Mộng Đình vui vẻ, bởi cô thấy người kéo cô ra chính là Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cười nói với Lâm Mộng Đình, may quá, hên là tôi tới đúng lúc nếu không thì vợ tôi sẽ ướt nhẹp mất. Lâm Mộng Đình kinh ngạc, không ngờ lúc này mà anh còn có tâm trạng đùa giỡn nữa bèn trừng mắt nhìn anh, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Lý Dục Thần bước tới phía trước, nói với Vương Tĩnh Văn, vì hai từ chửi tục mà cô mắng kia nên tôi vả miệng cô 30 cái. Nhưng mà tôi sợ bẩn tay mình nên lát nữa sẽ để người khác làm thay. Vương Văn Tĩnh khó hiểu hỏi, anh là cái thá gì chứ? Lý Dục Thần không thèm đếm xỉa tới cô ta mà nhìn về phía Từ Hiểu Bắc. Nói uống rượu phải không, để tôi đến uống với anh một ly. Từ Hiểu Bắc bất ngờ hỏi, mày là ai? Lý Dục Thần. Lý Dục Thần hả, Từ Hiểu Bắc sửng sốt, mày, chính là cái thằng. Đúng vậy, tôi chính là tên nhặt đồng nát, là tên Trạn Vương kia đớ, Lý Dục Thần cười nói. Anh thẳng thắn thừa nhận như thế lại khiến Từ Hiểu Bắc không biết nên làm gì. Mày muốn làm gì? Không có gì. Chẳng phải anh muốn có người uống một ly rượu với mình hay sao,
giờ tôi đến tiếp anh. Hừ, mày à, Từ Hiểu Bắc hỏi lại, đủ tư cách không? Lý Dục Thần gật đầu nói, đúng vậy, anh không đủ tư cách. Nhưng mà hôm nay tôi mở ngoại lệ, coi như ban cho anh cơ hội uống rượu với tôi, chỉ không biết anh có dám hay không thôi. Mày nói cái gì? Từ Hiểu Bắc nghe không hiểu câu nào của Lý Dục Thần cả, tên nhãi này có phải bị điên rồi không thế? Người xung quanh đều cười cợt. Chậc, đây là ăn bám đến nỗi náo uống nước phải không? Không đúng, chắc là nhặt đồng nát nhiều quá nên đầu óc bị ô nhiễm rồi. Sao ê, cậu Từ bảo là anh không đủ tư cách chứ không phải cậu Từ không đủ tư cách, anh hiểu nhầm rồi, có người cảm thấy đầu óc Lý Dục Thần có vấn đề nên cố tình nhắc nhở. Tôi không nhầm, Lý Dục Thần còn chân thành trả lời lại. Anh chân thành như vậy lại khiến người ta càng thêm chắc chắn anh bị điên rồi. Cả người Trung Thần nhếch nhác, mắt lóe lên tia ác độc, cười bảo, anh Lý à, anh là con rể nhà họ Lâm, còn đây là cậu chủ của nhà họ Từ, đây không phải là câu đối mà nó cũng không phải vế đối đúng. Chủ tịch Trung à, câu nói cao siêu như vậy người A nghe không hiểu đâu. Đúng thế, giải thích cho một thằng ngu làm gì. Mọi người đều cười ồ lên, nhưng Từ Hiểu Bắc cười không nổi. Gã chẳng có ân oán hận thù gì với Lâm Mộng Khanh hay học sinh Nam Giang cả, hôm nay tới đây hơn thua chỉ vì sĩ diện mà thôi. Bây giờ chuyện đã thành như thế, gã còn bị một thằng điên chế nhạo, mặc kệ Lý Dục Thần điên thật hay giả điên thì lần này mặt mũi của gã cũng mất hết rồi. Người Nam Giang có thể cười nhưng gã không thể cười. Được, tao không đủ tư cách à, vậy để tao cho mày. Biết cái gì gọi là tư cách, Từ Hiểu Bắc quay đầu lại. Nói với bảo vệ đứng sau gã cách đó không xa, đánh thằng kia như tử cho tôi. Bảo vệ hơi chần chừ bèn thì thầm vài câu bên tai Từ Hiểu Bắc. Từ Hiểu Bắc lắc đầu nói, không được, hôm nay ở đây phải có người chết. Vừa dứt lời, cả không gian lặng tăm ngay tức khắc. Rốt cuộc mọi người đã phát hiện chơi quá trớn rồi. Cậu Từ ở Giang Đông muốn giết người. Nghe vậy mấy tên nhà giàu hai đời cười hết nổi nữa. Từ Hiểu Bắc phải lấy lại mặt mũi cho người Giang Đông, nếu bọn họ trơ mắt nhìn Từ Hiểu Bắc giết người ở đây thì người Nam Giang còn giấu mặt vào đâu nữa. Giấu thế nào chăng nữa, Lâm Mộng Đình vẫn là người đại diện cho con em quyền quý ở Nam Giang. Bất luận có bao nhiêu người ghen tị vì nhan sắc của cô hay vì nhà họ Viên mà đối đầu với nhà họ Lâm thì đó đều là mâu thuẫn nội bộ. Còn Từ Hiểu Bắc lại không phải là người Nam Giang. Nhưng liệu có ai dám đứng ra ngăn cản Từ Hiểu Bắc chứ? Không có một học sinh nào đến từ ba nhà Tiền, Cao, Viên ở đây cả. Chỉ có mỗi Trung Thần nhưng lòng lại vô cùng hân hoan. Nhiệm vụ mà Viên Thế Kiệt giao cho anh ta đã hoàn thành lâu rồi. Nhưng nếu Từ Hiểu Bắc tức giận giết Lý Dục Thần thì đó đúng là ngoài mong đợi. Cuối cùng bảo vệ vẫn bước ra, tiến lên hai bước, đứng trước mặt Lý Dục Thần. Người nọ là cao thủ ám kình. Lý Dục Thần liếc mắt là nhận ra ngay. Xem ra Từ Thông rất bảo bọc thằng con trai bảo bối này, đi học còn phải cử một tên bảo vệ thực lực ám kình đi theo sát. Nhưng nhờ vậy cũng có thể thấy được thực lực của Từ Thông, quả không hổ danh mãnh hổ của Giang Đông. Đúng lúc đó, cửa phòng Vọng Hồ mở ra. Quan Nhã Lệ dẫn người tiến vào. Ai bảo hôm nay phải có người chết hả? Bà chủ quan, tổng giám đốc quan, chị Nhã Lệ, có kha khá tên nhà giàu hai đời quen biết Quan Nhã Lệ lên chào hỏi. Trung Thần thì thầm bên tai Từ Hiểu Bắc vài câu. Từ Hiểu Bắc đứng lên, chuẩn bị đi chào hỏi với Quan Nhã Lệ. Mọi người đều tự động tránh ra nhường đường. Có Quan Nhã Lệ ra mặt khiến mọi người đều cảm thấy chuyện hôm nay có thể kết thúc trong hòa bình. Hắn Từ Hiểu Bắc sẽ nể mặt nhà họ Quan ở thành phố Âu. Có người thở phào, có người lòng thầm khó chịu cảm thấy Lâm Mộng Đình và Lý Dục Thần gặp chuyện hời rồi. Chẳng hạn như Vương Văn Tĩnh. Từ xưa đến nay cô A luôn ghen ghét Lâm Mộng Đình, ước sao Lâm Mộng Đình xấu mặt, nghe Từ Hiểu Bắc muốn giết Lý Dục Thần máu nóng trong cô ta đã sôi trào hưng phấn rồi. Còn có Trung Thần cũng hy vọng Lý Dục Thần chết, như vậy giúp anh ta có thể bắt chẹt được Từ Hiểu Bắc, hơn nữa còn có được sự tin tưởng của Viên Thế Kiệt. Từ Hiểu Bắc đã lên nòng rồi. Nhưng tình cờ Quan Nhã Lệ xuất hiện cho gã một bậc thang đi xuống, chỉ cần nói vài câu hợp lý với Quan Nhã Lệ là gã có thể thuận theo bậc thang thoát thân rồi. Thế nhưng điều khiến mọi người bất ngờ ấy là Quan Nhã Lệ không chào hỏi Từ Hiểu Bắc trước, mà bước tới chỗ Lý Dục Thần, kinh ngạc dùng giọng điệu kính cẩn gọi, cậu Lý. Cái gì? Mọi người suýt chút nữa đã sinh ra ảo giác.
không quan tâm đến thiếu gia nhà họ Từ ở Giang Đông, lại chào hỏi người họ Lý này trước. Còn gọi cậu Lý nữa sao? Anh xuất thân chỉ là kẻ nhặt đồng nát, bám vào Lâm Mộng Đình, dùng cái danh con rể tương lai của nhà họ Lâm để ăn bám sao? Quan Nhã Lệ không hiểu chuyện là thế nào. Sắc mặt Từ Hiểu Bắc cũng ngay lập tức trở nên khó coi. Mọi người biết, lần này có kịch hay để xem rồi. Lý Dục Thần khế gật đầu, đáp lại, giám đốc Quan, hôm nay đã gây phiền toái cho bà rồi. Cậu Lý khách khí rồi, Quan Nhã Lệ nói, cậu tới là vinh hạnh của tôi, nào có phiền toái chứ. Xin cậu Lý đợi chút. Nói xong, bà ta xoay người nhìn về phía Từ Hiểu Bắc. Cậu chủ nhà họ Từ của Giang Đông, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cậu Từ là mãnh long qua sông, mới tới tiền đường, nếu có gì không chu đáo, xin hãy thứ lỗi. Quan Nhã Lệ cầm lấy một ly rượu vang từ chỗ người giúp việc, vừa rồi nghe nói cậu Từ đang tìm người uống rượu, không biết tôi có đủ tư cách không? Sắc mặt Từ Hiểu Bắc thay đổi mấy lần. Quan Nhã Lệ chào Lý Dục Thần trước, lại còn dùng thái độ cung kính, gã cảm thấy bà ta đang làm cho mình xem. Đây là Nam Giang, đương nhiên Quan Nhã Lệ sẽ thiên vị người của Nam Giang. Từ Hiểu Bắc rất tức giận, nhưng lời nói của Quan Nhã Lệ không có kẽ hở, không dựa vào đó mà móc mỉa được, nên gã cũng không thể chút giận. Giám đốc Quan, lúc tôi ở Cô Tô từng nghe danh tiếng của bà, quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy. Tôi đương nhiên sẽ nể mặt giám đốc Quan, tôi cạn ly trước. Từ Hiểu Bắc nâng ly rượu lên, uống cạn sạch. Gã dốc ngược ly xuống, thể hiện thành ý của mình. Quan Nhã Lệ mỉm cười, đang muốn nâng ly lên uống lại bị Từ Hiểu Bắc ngăn cản. Từ Hiểu Bắc nói, giám đốc Quan đừng vội uống, ly vừa rồi, xem như tôi mời bà, ở địa bàn của bà, tôi phải nể mặt bà chứ. Nhưng nể mặt thì nể mặt, chuyện vừa rồi không liên quan tới bà. Nếu tôi cứ thế cho qua thì sẽ không về được Giang Đông. Hôm nay, mặt tôi bị người ta đánh sưng, nhất định phải lấy lại. Lời nói của Từ Hiểu Bắc rất rõ ràng, cũng rất ác, không để lại đường lui. Quan Nhã Lệ biết chuyện hôm nay khó khăn rồi. Từ Hiểu Bắc là con trai của Từ Thông. Quan Nhã Lệ từng gặp Từ Thông, bà ta hiểu rõ con hổ dữ của Giang Đông này. Nếu như con trai ông ta chịu thiệt ở tiên đường, tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đều không thoát được. Ai nói cường long không áp địa đầu xà, mãnh long qua sông thực sự, dù là rắn gì thì cũng bị nó nuốt gọn thôn. Đừng nói đến đám thế hệ thứ hai này, dù là con em của ba gia tộc lớn là Tiền, Cao, Viên ở đây, cũng không kiếm được chỗ tốt nào. Điều khiến Quan Nhã Lệ đau đầu thật sự là người gây chuyện với Từ Hiểu Bắc lại là Lý Dục Thần. Từ lần trước, bà ta đã thấy được sự lợi hại của Lý Dục Thần, kể cả Cao Tử Hạng cũng phải cung kính với anh. Người này không phải là cậu ấm, là ông lớn thật sự. Từ Hiểu Bắc không chịu nhượng bộ, muốn ông lớn này cúi đầu, e là không thể nào. Cậu Từ, cậu muốn thế nào? Quan Nhã Lệ hỏi. Từ Hiểu Bắc trầm ngâm, hơi do dự. Gã cũng đang suy tính nên kết màn thế nào. Có lúc thể diện lấy ra thì đơn giản, nhưng muốn lấy lại thì không dễ. Muốn vừa khéo là chuyện rất tốn sức. Cũng chỉ có một người lão luyện trên giang hồ như Từ Thông mới có thể nặng nhẹ thành thạo. Giám đốc Quan, tôi cũng không muốn làm người khác khó chịu, chỉ cần cô cả Lâm đây uống với tôi một ly thôi, mọi người đều là bạn cả, chuyện hôm nay cho qua. Còn chồng chưa cưới của cô ấy. Từ Hiểu Bắc nhìn về phía Lý Dục Thần, đang định nói bỏ đi, không so đo với hắn ta. Trung Thần ở bên cạnh lập tức cướp lời, hắn ta chỉ là thằng ở rể, tôi đã nghe uy danh của cậu Từ đừng so đo với hắn ta, bảo hắn ta quỳ xuống nhận sai là được rồi. Nhìn Trung Thần cứ như đang làm người trung gian khuyên ngăn, thực tế lại là khích bác. Từ Hiểu Bắc sửng sốt, Trung Thần đã nói như vậy, gã cũng không tiện hủy bỏ, nên phải chấp nhận đề nghị này. Những người bên cạnh đều thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi Từ Hiểu Bắc nói muốn giết người, bây giờ lại chỉ cần Lâm Mộng Đình uống ly rượu, Lý Dục Thần quỳ xuống nhận sai. Đây đã là sự nhượng bộ rất lớn rồi. Quan Nhã Lệ trợn mắt nhìn Trung Thần, trong ánh mắt có sát ý. Bà ta nói, cậu Từ, uống rượu cũng được, nhưng muốn người ta quỳ xuống, có phải hơi quá không? Trung Thần dùng mình, quay đầu qua một bên, làm bộ không nhìn thấy. Vương Văn Tĩnh ở một bên giễu cợt, hẳn ta chỉ là tên ăn bám, quỳ xuống thì có khó gì, xương mềm mại. Đúng vậy, không phải chỉ nhận sai thôi sao, có gì khó đâu. Còn nghĩ mình giỏi thế nào nữa, ở trước mặt cậu Từ, mày chả là cái gì cả.
nếu vừa nãy không có giám đốc quan ra mặt, vừa rồi mày đã chết rồi. Lâm Mộng Đình, chỉ uống ly rượu thôi mà, cô làm giá cái gì? Đúng vậy, nhanh đi uống đi, cậu Từ đã nể mặt lắm rồi, đừng liên lụy tới chúng tôi. Tiếng giễu cợt và thúc giục vang lên xung quanh. Từ Hiểu Bắc cưỡi hổ khó xuống, nói với quan Nhã Lệ, giám đốc quan, không phải tôi không nể mặt bà, là bọn họ không nể mặt tôi. Quan Nhã Lệ thở dài, quay đầu nói với Lý Dục Thần, cậu Lý, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Lời nói của bà ta nhìn thì như đang khuyên Lý Dục Thần cúi đầu, nhưng anh biết, bà ta đang thật lòng xin lỗi. Không sao, giám đốc quan, bà làm việc của bà đi, Lý Dục Thần nói. Đến lúc này, quan Nhã Lệ cũng rất tò mò, con rồng đi ngang qua đây như Từ Hiểu Bắc và ông lớn Lý Dục. Thần mà đấu thật, ai sẽ lợi hại hơn? Nếu Từ Hiểu Bắc thua, thế sau khi Từ Thông biết con trai bị người ta ức hiếp, ông ta sẽ có phản ứng gì? Có thể đánh tới, đại náo Tiền Đường không? Khi đó, ba gia tộc lớn của Tiền Đường, nhất là nhà họ Tiền và nhà họ Cao, có ra tay can dự không? Nếu đã vậy, vở kịch này sẽ diễn ra rồi. Khi quan Nhã Lệ đi tới, không màng gì nữa, rốt cuộc mọi người cũng hiểu, chuyện này không đơn giản như bọn họ nghĩ, còn có xu hướng xấu đi. Bọn họ cũng đã nghe nói, Lý Dục Thần có chiến lực mạnh. Cái này cũng không lạ, đầu năm nay, những kẻ ăn bám cũng có chút bản lĩnh. Nhưng mà có chút chiến lực mạnh cũng không là gì rong mắt những cậu ấm cô chiêu này, có nhà ai mà không có mấy vệ sĩ có chiến lực mạnh đâu. Vì vậy, bầu không khí trở nên nặng nề một cách kỳ lạ. Từ Hiểu Bắc nhìn Lý Dục Thần, cười lạnh, ăn bám mà còn cứng cỏi như thế, cũng chỉ có mày thôi đấy. Nhưng hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày, mày không chịu quỳ xuống, tao sẽ đánh đến khi mày quỳ mới thôi. Lý Dục Thần cười nhạt, được, vậy chúng ta đánh cược đi, xem lát nữa ai sẽ quỳ. Lý Dục Thần vừa nói xong, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Cậu ta không biết cậu Từ là ai à? Con trai của mãnh hổ Giang Đông Từ Thông đớ. Trên đời này có ai có thể khiến cậu Từ quỳ à? Đúng là nằm mơ. Lâm Mộng Đình tìm chồng kiểu gì thế, đồ. Đúng là không hiểu biết, loại ngu này mà cũng được Hoa Khôi Lâm để ý. Có người nhắc nhở, nghe nói người ta từng học võ, đánh được lắm. Xì, đánh được thì đã sao, có thể đối kháng với một gia tộc à? Cậu ta cũng không đi hỏi xem Từ Thông là yêu. Từ Hiểu Bắc tức giận mà cười, nói, họ Lý kia, tao không biết mày ngu hay có dũng khí thật, nhưng tao bắt đầu thích mày rồi đó. Có điều, hôm nay chúng ta giao kèo, chỉ có một người có thể đứng ra ngoài, người còn lại phải nằm ra ngoài. Gã chỉ vệ sĩ của mình, tao mang vệ sĩ tới, đánh thì không công bằng cho mày. Thế này đi, bây giờ tao cho mày nửa tiếng để gọi người, tránh người ta nói Từ Hiểu Bắc tao đến Tiền Đường ức hiếp người khác. Đột nhiên Lý Dục Thần cảm thấy thằng nhãi này rất thú vị. Anh nhớ tới cuộc họp ba tỉnh ở thành phố Cố, ấn tượng của anh với Từ Thông không tệ, nên anh nói. Được, vậy tôi gọi. Anh ung dung rút điện thoại ra, bấm số của Từ Thông. Thành phố Cô Tô, trong một phòng riêng ở một nhà hàng sang trọng, mãnh hổ Giang Đông Từ Thông đang chiêu đãi mấy người khách quan trọng trong kinh doanh. Thư ký mang điện thoại vào, nói với ông ta là có điện thoại. Từ Thông rất không vui, sầm mặt nói. Không phải đã nói với cô rồi à, tôi đang tiếp đãi khách quý, không nhận cuộc gọi nào cả. Thư ký cúi đầu thấp giọng nói, giám đốc Từ, số điện thoại này được ông ghi ký hiệu tuyệt yếu. Ông đã thông báo, nếu có cuộc gọi tuyệt yếu, bất kể ông đang làm gì, ôi cũng phải thông báo cho ông. Từ Thông sửng sốt, không quá 10 số điện thoại được ông ta ghi ký hiệu tuyệt yếu, đều là những số vô cùng quan trọng, của những người ông ta tuyệt đối không dám thờ ơ. Đừng nói là đang tiếp khách, dù đang tạo em bé với vợ, ông ta cũng phải lập tức dừng lại để nhận điện thoại. Nhưng mà những nhân vật lớn như thế rất hiếm khi chủ động gọi cho ông ta. Hôm nay là ai gọi vậy? Ông ta nhìn màn hình hiển thị, giật mình đứng lên, nói tiếng xin lỗi với khách hàng rồi đi ra khỏi phòng riêng. Alo, cậu Lý, không ngờ cậu lại gọi cho tôi. Trong lòng Từ Thông hết sức kích động. Ở thành phố cô, ông ta cũng rất muốn nịnh hót Lý Dục Thần, tiếc là không tìm được cơ hội. Ông ta phải trơ mắt nhìn Lý Dục Thần đi theo Tiêu, Thập Nương tới thành phố Tuyên, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Cũng may, ông ta tự nhận hôm đó đã để lại ấn tượng tốt trong lòng Lý Dục Thần, còn trao đổi số điện thoại, sau này còn có cơ hội tiếp cận. Không ngờ tới, nhanh như thế,
Lý Dục Thần đã chủ động gọi tới rồi. Giám đốc Từ, chỗ tôi gặp chút phiền toái, có người muốn vợ tôi uống rượu cùng, còn muốn tôi quỳ xuống nhận sai với cậu ta nữa, nếu không sẽ đánh gãy chân tôi, Lý Dục Thần nói vào điện thoại. Đầu óc Từ Thông trở nên mơ hồ, ai lại không có mắt thế, dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Cậu Lý, cậu nói cho tôi kẻ đó là ai, tôi đi dạy dỗ hắn. Đảm bảo đánh cho cha hắn cũng không nhận ra. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có cơ hội thể hiện, đương nhiên ông ta không thể bỏ qua. Cậu ta tên Từ Hiểu Bắc, Lý Dục Thần nói. Đầu Từ Thông trống rỗng. Một thùng nước đá rót xuống đỉnh đầu, đổ từ trên xuống, lạnh căm. Cậu Lý, cậu tuyệt đối đừng tức giận, Hiểu Bắc, Từ Thông nói lắp bắp, cái đó, cậu đang ở đâu? Tôi tới ngay. Được, tôi đợi ông ở sảnh ngắm hồ tầng 2 của hội sở Hồ Tân, tiền đường, nhưng ông chỉ có nửa tiếng. Lý Dục Thần nói xong thì cúp điện thoại. Từ Thông đứng ở đó, sống lưng lạnh toát, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi cổ họng. Cái thằng ngốc kia, bảo nó tới Nam Giang thì khiêm tốn thôi. Con mẹ nó, đắc tội ai không đắc tội, lại đắc tội ông lớn này. Ông ta nhớ tới lời Lý Dục Thần nói trong điện thoại, muốn vợ người ta uống rượu cùng, còn muốn người ta quỳ xuống. Nếu có ai dám nói với Từ Thông như thế thì kẻ đó đã chết 800 lần rồi. Còn vị kia, Từ Thông không dám chọc, thậm chí còn không dám nảy ra ý định trêu chọc. Cái thằng xúc sinh kia, đúng là muốn phá hủy Giang Sơn cha nó một tay gây dựng, phá hủy cơ nghiệp mấy đời của nhà họ Từ mà. Trong lòng Từ Thông hiểu rõ, Lý Dục Thần đang cho mình cơ hội. Bằng không, thằng con trai xúc sinh kia đã tan thành mây khói rồi. Ông ta muốn gọi cho Từ Hiểu Bắc, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không nên. Nếu có thể nói trong điện thoại, vừa rồi Lý Dục Thần đưa điện thoại cho Hiểu Bắc là được. Nếu đã không đưa, chứng minh anh không muốn như thế. Từ Thông ở trên giang hồ đã lâu, lập tức hiểu phải làm thế nào. Nửa tiếng, từ Cô Tô tới tiền đường cần 3 tiếng đi xe. Trán Từ Thông đổ mồ hôi, ông ta la lớn. Máy bay trực thăng, mau lên, tới tiền đường, nửa tiếng mà không đến được thì con mẹ nó chết hết đi. Lý Dục Thần bỏ điện thoại xuống, hoàn toàn không để ý đến tiếng cười nhạo xung quanh, yên tâm kéo Lâm Mộng Đình và Đinh Hương đi đến ngồi ở sofa. Xí, đúng là ra vẻ, không phải nói cậu ta đánh được à? Ông nhìn bộ dạng của cậu ta đi, giống như đánh được à? Tôi đoán là nổ thôi. Cậu ta mà gọi được ai chứ? Còn không phải là người nhà họ Lâm sao? Bản thân nhà họ Lâm đã khó bảo toàn rồi, họ lại ra mặt cho một đứa con rể tương lai mà đắc tội với nhà họ. Từ ở Giang Đông sao? Nghe nói trước kia cậu ta nhặt đồng nát, tôi đoán là đám nhặt đồng nát cùng cậu ta thôi. Sao ồ, đó là cái bang. Ha ha hai. Mọi người xung quanh cười ầm lên. Ngay cả Từ Hiểu Bắc cũng cười lên, nhìn Lý Dục. Thần, hỏi, tao rất tò mò mày gọi ai đến đấy. Nhưng dù là ai thì cũng không giữ được cái chân của mày. Lý Dục Thần không rảnh để ý tới gã, chỉ lấy một quả nho trên bàn, lột vỏ, nhét vào miệng Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình chưa từng được anh đối xử như vậy, rất không quen, nên đỏ mặt, nhưng vẫn há miệng ra ăn. Có người không cam lòng mắng, chó liếm. Lý Dục Thần không thèm để ý, lột thêm quả nữa, đút cho Đinh Hương bên cạnh. Lần này anh đã chọc giận tất cả mọi người. Còn có thiên lý không? Chó liếm lên mặt, đúng là không có quy tắc gì nữa. Lâm Mộng Đình điên rồi sao, còn là hoa khôi trường nữa, hôm nay tôi thấy rõ rồi. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lý Dục Thần đã bị đám người đó giết chết vạn lần rồi. Anh thản nhiên rồi ở đó, luôn đút anh đào cho Lâm Mộng Đình, cũng bóp vỏ cho Đinh Hương. Trong ánh mắt ghen tị và tức giận của mọi người, thời gian trôi qua từng giây. Sắp hết nửa tiếng. Từ Hiểu Bắc nhìn đồng hồ đeo tay, nói, Lý Dục Thần, đã hết giờ rồi, tao đã cho mày cơ hội gọi người, lát nữa đừng nói tao bắt nạt mày. Dứt lời, gã vung tay lên với đám vệ sĩ, đừng giết nó, đánh gãy chân, bắt nó quỳ là được. Giọng nói bình thản của Từ Hiểu Bắc lộ ra sự tự tin. Mọi người cũng không nghi ngờ, vệ sĩ của nhà họ Từ có thể đánh ngã Lý Dục Thần. Bọn họ cứ như thấy được cái vẻ quỳ xuống cầu xin tha thứ của Lý Dục Thần. Chỉ có Quan Nhã Lệ và đội trưởng đội an ninh của hội sở đi theo cạnh bà ta là dùng ánh mắt thương hại. Nhìn những vệ sĩ Từ Hiểu Bắc mang tới. Đúng lúc đó, một tiếng dâm thật lớn vang lên, cửa của sảnh ngắm hồ bị người ta đạp ra.
một nhóm người vội vã xông vào. Bảo vệ của hội sở đuổi theo sau họ, như thể còn định ngăn cản. Các bảo vệ nhìn thấy quan Nhã Lệ và đội trưởng đội an ninh, căng thẳng đổ mồ hôi, vẻ mặt đau khổ muốn giải thích. Quan Nhã Lệ khoát tay, ra hiệu cho họ đi xuống. Vì bà ta nhận ra, trong những người xông vào, người dẫn đầu chính là Mãnh Hổ Giang Đông, Từ Thông. Quan Nhã Lệ không khỏi lo lắng nhìn Lý Dục Thần một cái. Bà ta không biết vừa nấy Lý Dục Thần đã gọi điện cho ai, nhưng bây giờ người của Lý Dục Thần gọi chưa đến, Từ Thông đã đến trước. Mãnh Hổ Giang Đông không phải hư danh, mà là giành được bằng thực lực. Cả tỉnh Giang Đông, có lẽ không tìm ra được một thế gia siêu cấp có thể sánh với nhà họ Tiền, nhưng luận số lượng tổng thể và chất lượng trung bình hào môn, Nam Giang đều chiếm ưu thế. Từ Thông có thể tranh giành được cái danh Mãnh Hổ. Ở Giang Đông khắp nơi là cường hào, có thể thấy thực lực mạnh thế nào. Vốn tưởng rằng Từ Thông phải đợi con trai bị thiệt rồi mới ra mặt, không ngờ đã đến nhanh như vậy. Từ Thông đích thân đến dành thể diện cho Từ Hiểu Bắc, quan Nhã Lệ cảm thấy, Lý Dục Thần rất khó được lợi. Chỉ là không biết anh gọi điện kêu ai đến, là Cao Tử Hạng chăng? Quan Nhã Lệ nhìn sang cửa, không có ai đến. Từ Hiểu Bắc cũng nhìn thấy Từ Thông, trong lòng vui mừng. Hầm nghĩ bố đúng là thương con trai, ban ngày còn nói hôm nay có khách hàng quan trọng, không thể tiễn gã, nhưng cuối cùng vẫn đến. Ngoại trừ họ và Lý Dục Thần, những người khác đều không quen biết Từ Thông. Nhưng trên người Từ Thông có khí thế cường mạnh, lại thêm lúc này tình hình cấp bách, càng hừng hực hùng hổ. Mọi người tự động nhường sang hai bên. Quan Nhã Lệ đứng lên, muốn chào hỏi Từ Thông. Nhưng Từ Thông tức bừng bừng đi về phía Từ Hiểu Bắc, coi như không nhìn thấy tất cả mọi thứ bên cạnh. Từ Hiểu Bắc đứng lên, cười nhìn bố, đang định lên tiếng. Không ngờ Từ Thông tát một cái qua, bốp một tiếng giòn tan. Cái tát này đủ mạnh, trực tiếp tát cho Từ Hiểu Bắc về lại sofa, khóe miệng nhỏ máu. Từ Thông ngồi trực thăng bay đến, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo âu. Lúc xuống máy bay cũng không kịp chỉnh lại quần áo, mái tóc bị gió lớn thổi tung vẫn rối bù, đến bây giờ trong tai vẫn còn tiếng cánh quạt máy bay ù ù. Nhìn dáng vẻ mặt người giả thú của Từ Hiểu Bắc, tức đến không để đâu cho hết. Không đợi Từ Hiểu Bắc lên tiếng, Từ Thông tiến lên giơ chân đạp mạnh lên bụng Từ Hiểu Bắc một cái. Còn chưa hả giận, lại lao lên, đánh Từ Hiểu Bắc một trận. Một loạt hành động khiến tất cả mọi người có mặt thôn người. Người này là ai? Chắc không phải là người mà Lý Dục Thần vừa gọi đến chứ? Cũng không đúng, đi vào chẳng thèm hỏi một tiếng, trực tiếp ra tay. Quan trọng là vệ sĩ bên cạnh Từ Hiểu Bắc lại trơ mắt nhìn cậu chủ bị đánh, mà cũng chẳng động đậy một cái, dường như hóa đá. Cho đến khi nghe thấy Từ Hiểu Bắc gọi một tiếng, bố sao bố lại đánh con? Mọi người mới hiểu ra, đây chính là Từ Thông, Mãnh Hổ Giang Đông. Nên càng không hiểu, Từ Thông đến, không dành thể diện cho con trai thì thôi, lại còn đánh, vậy là thế nào? Chắc không phải Từ Hiểu Bắc lén lút tư tình với mẹ kế ở nhà, bị bố phát hiện chứ? Mọi người liền suy nghĩ lung tung. Thì nghe Từ Thông nói, nếu không phải nể tình mẹ của mày, hôm nay tao đã đánh chết mày rồi. Từ Hiểu Bắc thấy Từ Thông nổi giận thực sự, cũng không dám cãi lại. Từ Thông lại nói, ốn mong mày đến trường danh tiếng học hành có thể học được điều tốt, trước khi đi tao đã nói thế nào với mày, bảo mày đến tiền đường thì phải khiêm tốn, đừng gây họa cho tao, mẹ kiếp, mày đã làm gì hả? Con đã làm gì, Từ Hiểu Bắc ấm ức hỏi. Còn dám cãi hả, Từ Thông tiến lên lại cho hai quả đấm, làm gì hả? Mày bảo vợ người ta uống rượu cùng mày. Mày bắt người ta quỳ trước mày. Mày uy hiếp đánh gãy chân của người ta. Từ Thông nói một câu đấm một cú, nói một câu, tát một cái, đánh đến Từ Hiểu Bắc ôm đầu kêu la trên sofa. Lần này mọi người đã hiểu, tại sao Từ Thông đánh Từ Hiểu Bắc, chỉ là càng thộn mặt. Quan Nhã Lệ cũng thộn người. Bà ta ngầm cảm thấy việc này có liên quan đến cuộc điện thoại vừa nãy của Lý Dục Thần. Nhưng nhân vật lớn nào có thể trực tiếp gọi Từ Thông đến, lại còn dạy bảo con trai ruột của mình một trận chứ? Vốn dĩ bà ta cho rằng Lý Dục Thần sẽ gọi cho Cao Tử Hạng, với thế lực của nhà họ Cao ở Tiền Đường và địa vị của Cao Tử Hạng, có lẽ có thể giải quyết chuyện này. Nhưng Cao Tử Hạng không thể nào gọi được Từ Thông đến. Cho dù ông cụ Cao Sĩ Hiến của nhà họ Cao không ý đích thân xuất mã cũng chưa chắc được. Chẳng lẽ là tiền nhược vọng, hoặc là tiền khôn, nhưng cho dù Từ Thông muốn thanh toán món nợ nhà họ Tiền,
cũng không cần thiết phải đánh con trai chứ. Quan Nhã Lệ nghĩ mãi mà không thể hiểu. Cuối cùng Từ Thông dừng tay, dù sao cũng là con trai, trong lòng cũng đau, nhưng nghĩ đến cơn giận lôi đình của Lý Dục Thần ở thành phố Go, toàn thân ông ta run lạnh, lại nhìn con trai, cơn giận lại nổi lên. Từ Hiểu Bắc thấy bố đã dừng tay, không phục nói, bố, con bảo Lâm Mộng Đình uống rượu cũng không có ác ý, mọi người đều là bạn học, làm quen chút thôi. Còn về Lý Dục Thần, anh ta là cái thá gì, một tên dựa vào đàn bà, ăn bám, lại nói con không có tư cách uống rượu với anh ta. Chỉ với câu nói này, con đánh gãy một chân của anh ta cũng là nhẹ rồi. Khuôn mặt của Từ Thông soạt một cái trắng bệch, toàn thân như rơi vào hầm băng. Vừa nãy còn mềm lòng, bây giờ trái tim đông đến rắn chắc, cơn giận không tên sôi sùng sục. Ông ta hận không thể xé rách cái miệng của Từ Hiểu Bắc, lật cái vỏ não của gã lên, xem bên trong chứa cái gì. Ông ta không hiểu, mình cả đời anh minh, sao lại sinh ra thằng con trai hồ đồ như vậy. Mình đã diễn kịch đến mức này, lại còn không hiểu. Bỗng nhiên, Từ Thông nhìn thấy Tử Thần trốn trong góc cười chế nhạo, trắng đen vô thường bay bay ngoài cửa sổ. Thằng con hại bố này. Từ Thông khó khăn quay người như cương thi, đi đến trước mặt Lý Dục Thần, khom người, nói. Xin lỗi, cậu Lý, tôi đã sinh ra thằng con khốn khiếp, cậu đại nhân đại lược, đừng so đo với nó, coi như con chó sủa mấy tiếng với cậu đi. Mọi người trong cả phòng vọng hồ đều chấn kinh, họ không dám tin vào con mắt và đôi tai của mình. Từ Thông Giang Đông, lại xin lỗi Lý Dục Thần một cách hèn mọn như vậy. Có người khẽ vỗ vào mặt mình, có người véo mạnh đùi của mình. Vãi, không phải tôi nằm mơ chứ. Mẹ kiếp, đây là thế giới chân thực ư. Cho đến lúc này, cuối cùng Quan Nhã Lệ mới phản ứng lại, vừa nãy Lý Dục Thần không phải gọi cho ai khác, mà chính là gọi cho Từ Thông. Trong lúc Quan Nhã Lệ chấn hãi trong lòng, đồng thời tràn đầy hiếu kỳ. Đôi mắt đẹp lướt nhìn sang Lý Dục Thần, không hiểu rốt cuộc cậu thanh niên này có ma lực gì, có thể khiến đại lão như Cao Tử Hạng và Từ Thông cung kính với cậu một A. Còn Từ Thông và Cao Tử Hạng lại khác, trong sự cung kính, còn có kinh sợ cực độ rõ ràng. Lý Dục Thần, rốt cuộc là ai? Quan Nhã Lệ thầm hỏi trong lòng. Lý Dục Thần cười nói, ông Từ đến nhanh thật, đã là con trai của ông, thì giao cho ông tự quản giáo. Mọi người từ từ nói chuyện, tôi đi trước đây. Nói xong liền đứng lên, vỗ hai tay, gọi Lâm Mộng Đình và Đinh Hương, định rời đi. Từ Thông hoảng sợ, rõ ràng là không hài lòng mà. Cậu Lý xin dừng bước, Từ Thông gọi Lý Dục Thần lại. Lý Dục Thần quay đầu, nhìn Từ Thông hỏi, sao thế, ông Từ còn có chuyện gì? Từ Thông nhìn xung quanh, đi đến trước mặt một bảo vệ, cướp lấy một cái rùi cui thu gọn trong tay bảo vệ, quay người đến trước sofa, đối diện với Từ Hiểu Bắc. Khuôn mặt Từ Hiểu Bắc lộ vẻ kinh sợ, bố, bố muốn làm gì? Da mặt của Từ Thông run lên, trong mắt lộ ra tia hung dữ. Đột nhiên giơ cây rùi cui, đập về phía chân của Từ Hiểu Bắc. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, tiếng kêu thảm như mổ lợn của Từ Hiểu Bắc vang lên theo đó. Mọi người đều cảm thấy tê dại sống lưng. Có câu hổ ác không ăn thịt con, Từ Thông lại đích thân đánh gãy chân của con trai. Đúng là tàn nhẫn. Tàn nhẫn với con trai như vậy, nghĩ cũng biết, ông ta gạch dưới đối với người khác thế nào. Ý điều khiến người ta sợ hãi hơn là, lại là Lý Dục Thần. Bây giờ mọi người nhìn sang Lý Dục Thần, chỉ cảm thấy như hung thần ác sát, đâu còn cho rằng là tên ăn bám nữa. Thậm chí trong lòng cũng không dám nghĩ tiếp, dường như nghĩ tiếp, sẽ bị ông cụ nhà mình đánh gãy chân vậy. Từ Thông thở hổn hển, dường như vẫn chưa xả hận, còn ở đó mắng lớn. Ai cho mày cuồng ngạo, ai cho mày không biết điều, ngay cả cậu Lý mà cũng dám đắc tội. Còn muốn bắt người ta quỳ, tao đánh gãy chân của mày trước, cho cả đời này chỉ có thể quỳ. Nói xong giơ rùi cui lên muốn đập cái chân còn lại. Lần này Quan Nhã Lệ không nhìn tiếp được nữa, liền nhìn sang Lý Dục Thần. Anh Dục Thần, Đinh Hương gọi Lý Dục Thần một tiếng. Lý Dục Thần biết Đinh Hương mềm lòng, bèn nói. Ông Từ, thế là được rồi, ngày tháng sau này còn dài. Cánh tay giơ cao của Từ Thông khẽ run lên, trong lòng thở ra nhẹ nhõm. Ông ta nghe thấy Lý Dục Thần nói, ngày tháng còn già, thì biết đã vượt qua cửa ải lần này. Hơn nữa trải qua chuyện này, ít nhiều có thể có được lòng tin của Lý Dục Thần, có thể tiến gần quan hệ với Lý Dục Thần hơn, cũng coi như trong họa được phúc. Nghe thấy chưa,
nếu không phải cậu Lý nói giúp, hôm nay tao phải phế mày. Còn không mau cảm ơn cậu Lý đi. Từ Hiểu Bắc có ngốc đi nữa, lúc này cũng hiểu ra. Lý Dục Thần này, vốn không phải kẻ nhặt rác, ăn bám sống dựa vào đàn bà như mọi người nói. Bố của mình là ai, gã biết rõ nhất, cường hào Giang Đông vô số, chưa từng thấy bố cúi đầu. Nhìn khắp cả Nam Giang, cũng chỉ có nhà họ Tiền khiến Từ Thông có phần kiêng sợ, nhưng cho dù Từ Hiểu Bắc đắc tội với người nhà họ Tiền, gã tin rằng bố cũng không đến mức nổi nóng đến mức này. Từ Hiểu Bắc hầm ham nhìn Trung Thần một cái, nói, xin lỗi, cậu Lý, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Nhưng tất cả đều do Trung Thần khiêu khích. Từ Thông bỗng nhìn sang Trung Thần, ánh mắt như dao. Trung Thần sớm đã sợ đến run lên bần bật, giải thích nói, cậu Từ, cậu không được nói bừa. Tôi có thể làm chứng, Quan Nhã Lệ đột nhiên nói, ông Từ, con trai ông là đứa trẻ thật thà, kẻ đáng ghét là người này, vẫn luôn ở bên cạnh khích bác, khiêu khích gây mâu thuẫn giữa cậu Từ và cậu Lý. Quan Nhã Lệ vừa lên tiếng, có nghĩa là chứng thực cho chuyện Trung Thần khiêu khích ly gián. Cơn giận dồn nén của Từ Thông đang không có chỗ trút ra, liền sải bước đi về phía Trung Thần. Trung Thần sợ đến lùi lại mấy bước, anh ta cảm nhận được sát ý khủng khiếp trên người Từ Thông, lửa giận trong mắt đủ để thiêu cháy anh ta thành tro. Không, không phải tôi, là Viên Thế Kiệt bảo tôi làm như vậy, Trung Thần run rẩy nói. Doạt, toàn hội trường xôn xao, vậy mà liên quan đến nhà họ Viên, lần này có kịch hay để xem rồi. Một bên là mãnh hổ Giang Đông, một bên là gia tộc. Lớn Tiền Đường. Sau này Từ Hiểu Bắc còn phải đi học ở Tiền Đường, Từ Thông cũng chưa chắc dám đắc tội với nhà họ Viên ấy chứ. Lý Dục Thần lại không kinh ngạc gì, sớm đã đoán được có người sai bảo phía sau Trung Thần, ngoại trừ nhà họ Viên, còn có ai được chứ. Chỉ là Trung Thần nói ra trước đám đông, còn tốt hơn nhiều so với suy đoán không chứng cứ. Viên Thế Kiệt, Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng. Nhìn thái độ của mọi người, Trung Thần cũng dường như có tự tin hơn, anh ta tin có Viên Thế Kiệt làm chỗ dựa, Từ Thông cũng không dám động vào anh ta. Chỉ tiếc là, hôm nay không đạt được mục đích kết giao với nhà họ Từ rồi. Chỉ có thể từ từ nghĩ cách khôi phục quan hệ với Từ Hiểu Bắc, cũng may đều ở cùng một trường học, vẫn còn thời gian và cơ hội. Ông Từ, Trung Thần lại khôi phục tư thái tự tin của Chủ tịch Hội học sinh, bình tĩnh đối mặt với Từ Thông. Chuyện hôm nay là hiểu nhầm, tôi cũng không ngờ sẽ lại thành ra thế này. Chuyện mà cậu Viên giao phó, tôi cũng không thể không làm. Ông Từ là mãnh hổ Giang Đông, nhà họ Viên là con rồng ở Tiền Đường. Nếu ông, Từ có ý, tôi có thể giới thiệu ông Từ, gặp mặt với cậu Viên, mọi người xóa bỏ hiểu lầm, dĩ hòa vi quý mà. Anh ta nói thật thoải mái dễ nghe, vừa lôi được nhà họ Viên ra, khiến Từ Thông suy nghĩ, lại vừa cho thể diện, còn đề nghị tác hợp hai nhà gặp mặt. Ngay cả Quan Nhã Lệ cũng không thể không phục, Trung Thần đúng là có mấy phần thực lực, chẳng trách có thể làm chủ tịch hội học sinh ở Đại học Nam Giang. Từ Thông nhìn Trung Thần nói, cậu giới thiệu tôi. Trung Thần cười, đúng thế, tôi rất thân với cậu. Viên, cũng miễn cường có tiếng nói với trưởng bối nhà họ Viên. Từ Thông gật đầu, đột nhiên giơ tay, đập mạnh một gậy lên đầu của Trung Thần. Giới cái đầu mày, mày muốn giới thiệu tao? Phập. Rùi cui thép lại thêm lực cánh tay của Từ Thông, đầu của Trung Thần lập tức nở hoa. Máu tươi chảy như tương, phủ khắp đầy đầu đầy mặt. Trung Thần lảo đảo, ngửa mặt ngã xuống, nằm thẳng đơ dưới đất, cũng không biết còn thở hay không. Lần này khiến tất cả sợ giật mình. Đều nghe nói đến uy danh của Từ Thông, vừa nãy đánh gãy chân của Từ Hiểu Bắc, cũng cảm thấy quả nhiên là người ác nghiệt, nhưng giết người tại chỗ, vẫn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cả phòng vọng hồ im lặng như tờ. Mọi người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Có người nghĩ đến vừa nấy hình như mình đã nói xấu Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình, cũng có hiềm nghỉ khiêu khích, muốn bỏ chạy, nhưng bắp chân co giật, hoàn toàn không điều khiển được, không nhúc nhích được. Từ Thông oang oang mắng mỏ quay người, vừa nhìn thấy Lý Dục Thần, lại lập tức cung kính. Cậu Lý, tôi hơi nóng tính, để cậu chê cười rồi. Lý Dục Thần biết rõ. Cái gậy này của Từ Thông là đã đầu quân cho anh. Đánh chết Trung Thần trước mặt nhiều người, cũng có nghĩa là đoạn tuyệt khả năng qua lại quan hệ với nhà họ Viên. Ông Từ, có lòng rồi. Lý Dục Thần cười, đi đến bên cạnh Trung Thần, ngồi xuống xem xét. Trên người không đeo thập tự giá, cũng không có hình xăm đánh dấu, có lẽ không có quan hệ với Thái.
Dương Thánh Giáo. Nếu không có quan hệ, thì sống chết của trung thần, anh cũng không quan tâm. Anh đứng lên, đi đến bên cạnh Từ Hiểu Bắc, cúi người cầm cái chân gãy của gã. Từ Hiểu Bắc sợ giật mình, anh muốn làm gì? Từ Thông cũng căng thẳng. Lý Dục Thần bóp mấy cái trên chân của Từ Hiểu Bắc, rồi lại điểm mấy huyệt vị trên người gã. Dù sao Từ Thông cũng là bố con tình thâm, ra tay vẫn có chừng mực. Kiểu gãy xương này, so với những người nhà họ Lâm bị Lâm Thiếu Bình đánh thương lúc trước, đúng là không là gì. Ngay cả thuốc cũng không cần dùng, chỉ dựa vào thủ pháp và chân khí, có thể hồi phục. Được rồi, không sao rồi, nghỉ ngơi một tuần là khỏi. Một tuần này, đừng chạy nhảy là được, Lý Dục Thần nói. Cái gì? Từ Hiểu Bắc nghe mà khó hiểu. Mình bị gãy xương, có nhầm không vậy, một tuần. Còn đừng chạy nhảy là được, chẳng lẽ còn có thể đi lại. Từ Thông lại mừng ra mặt, ông ta từng chứng kiến bản lĩnh của Lý Dục Thần, ngay cả tia sét mà cũng có thể nắm trong tay, tiện tay chữa gãy xương có gì mà kỳ lạ. Con trai, đứng dậy đi hai bước đi, Từ Thông kích động khích lệ Từ Hiểu Bắc. À, Từ Hiểu Bắc cảm thấy chắc chắn bố mình điên rồi, bị tên họ Lý làm điên rồi. Nhưng gã không dám nói như vậy, chỉ đành thử đứng lên. Vừa đứng lên, trong lòng gã liền kinh ngạc. Vãi, sao mình không đau nữa? Mình có thể đi được. Không chỉ Từ Hiểu Bắc, tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều la hét trầm trồ trong lòng. Từ Thông vui không tả xiết, cái đập vừa nấy, rất đáng. Lý Dục Thần về bên cạnh Lâm Mộng Đình và Đinh Hương, quay người, nhìn nam nữ thanh niên trong phòng một lượt. Những người có thể đến tham gia buổi tiệc này, không ai là không có bối cảnh thế gia. Nhìn bằng con mắt trần tục, những người này đều là tinh anh trong tinh anh. Lý Dục Thần bỗng cao giọng nói. Hôm nay tôi đưa em gái Đinh Hương và vợ chưa cưới Lâm Mộng Đình của tôi đến trường, vốn là một ngày vui. Lại không ngờ xảy ra vài chuyện không hay. Tôi không hy vọng sau này còn xảy ra chuyện không vui như này. Các vị ở đây, tôi đã nhớ kỹ gương mặt của mọi người. Tốt nhất mọi người hãy cầu thần bái Phật che chở cho em tôi Đinh Hương và vợ chưa cưới Mộng Đình của tôi bình an vô sự. Từ nay về sau, ở Đại học Nam Giang, nếu họ xảy ra chuyện gì, chịu ấm ức gì, tôi sẽ tính sổ với các người. Những gì họ phải chịu, ở đây có người nào tính người đó, tôi sẽ trả các người gấp 10 lần. Lời của Lý Dục Thần, tương đương với thêm khóa an toàn cho Lâm Mộng Đình và Đinh Hương. Con cháu của thế gia học ở Đại học Nam Giang phần lớn đều ở đây, có đám người này che chở, Lâm Mộng Đình và Đinh Hương muốn xảy ra chuyện cũng khó. Đây cũng là lý do Lý Dục Thần muốn Lâm Mộng Đình đồng ý tham gia tiệc đón sinh viên mới của Trung Thần. Giải quyết rắc rối luôn trong một lần. Mọi người cũng phải thầm chửi trong lòng, thế này là sao chứ? Cái gì gọi là xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng tìm họ tính sổ. Chẳng lẽ họ đi đường vấp ngã, hay là sốt cao cảm lạnh, đến mức đi đại tiện cùng đổ lên đầu họ. Nhưng không ai dám có ý kiến khác, xác của Trung Thần vẫn còn nằm dưới đất đấy. Tuy có người cảm thấy Lý Dục Thần chỉ là cáo mượn oai hùng, có lẽ tên nhóc này nắm được thóp của Từ Thông. Nhưng Từ Thông vì Lý Dục Thần mà có thể đánh gãy chân của con trai mình, còn Trung Thần bị đánh chết, những người còn lại, đâu có là gì trong mắt Từ Thông. Bây giờ trong lòng mọi người chỉ có một suy nghĩ, chính là phải mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng một câu nói tiếp theo của Lý Dục Thần khiến họ không đi nổi. Lý Dục Thần nói, ông Từ, hôm nay là tiệc đón sinh viên mới đặc biệt tổ chức cho cậu Từ, đừng để chuyện nhỏ làm mọi người mất hứng. Từ Thông lập tức vui vẻ như hoa nở. Nói, được được, vậy mọi người tiếp tục, cần gì cứ gọi, tôi thanh toán. Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Hết tập 16.